Cô khá bất hạnh, mẹ kế và em gái thường xuyên đánh đập, còn bị ép gả cho một người xa lạ. Nhưng trong ngày tổ chức hôn lễ, chú rể xảy ra tai nạn. Cô lựa chọn ở lại chăm sóc người đàn ông bị hôn mê này. Anh là một người tàn nhẫn, lạnh lùng. Người xung quanh đều nói anh không thích phụ nữ. Liệu rằng cô có thể cảm hóa được trái tim người đàn ông ấy hay không? Câu chuyện sẽ có nội dung chi tiết như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nhé. Quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. 20 năm trước, trưởng bối của hai gia tộc Mạc Hàn là bạn thân tình. Vì muốn gắn kết sự bền chặt của hai gia tộc đã định ra hôn ước. 20 năm sau, khi thiếu gia của Mạc gia và tiểu thư Hàn gia trưởng thành thì hôn ước đã định sẵn mới được thực hiện. Tại Hàn gia, không khí chẳng mấy vui vẻ. Bố à, con không lấy cái tên họ Mạc đó đâu. Hàn không tiếp xúc với phụ nữ. Biết đâu Hàn thích đàn ông thì sao? Không lẽ bố tính để con có chồng như không có, sống một cuộc đời tẻ nhạt hay sao? Với lại con chỉ mới 20 tuổi thôi. Tuyết Dương chất vấn Hàn Sâm. Hàn Sâm nhẹ giọng năn nỉ. Đó giờ ông chưa từng phật ý đứa con gái được xem là vàng ngọc trong lòng. Con à, họ Mạc là gia tộc giàu có trong cái đất nước D này đó. Với lại gia đình ta với gia đình họ đã có hôn ước từ lâu rồi. Giờ con không chịu thì bố biết làm sao ăn nói với họ đây. Còn công ty S nhà mình cũng nhờ nhà họ mà làm ăn ổn định. Lỡ con không chịu gả do rút vốn đầu tư thì khác gì công ty nhà mình phá sản. Nhưng mà bố à, con không gả cho cái tên lạnh lùng đó đâu. Bố mà gả con cho hắn, con tự tử cho bố xem. Hức. Tuyết Sương nói với giọng kiên quyết làm Hàn Sâm sợ hãi vô cùng. Ông chẳng biết làm gì để có thể giải quyết được vấn đề thì Dụ Mi đã lên tiếng. Ông à, chẳng phải con có một đứa con gái sao? Dù gì thì Mạc gia cũng đâu có nói là một đứa nào làm giàu. Vừa vớt được một cục nợ, vừa không phá vỡ giao ước giữa hai gia đình, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Thấy Hàn Sâm im lặng, Dụ Mi lại tiếp tục dụ dỗ. À mà, nói cho đúng thì cô bé Tuyết Diễm mới chính là đại tiểu thư nhà họ Hàn cơ mà. Xong phải bắt ép xương xương làm gì? Chị gái phải cưới trước em, chứ làm gì có chuyện em gái cưới trước chị gái. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định gọi Tuyết Diễm lên phòng và thông báo với cô về hôn ước. Sắp tới, hãy chuẩn bị làm cô dâu nhà Mạc gia đi, đừng làm Hàn gia phải mất mặt. Nhưng mà, bố ơi, con chỉ mới ra trường thôi mà. Cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi vì cô chưa từng tiếp xúc với ai ngoài hai cô bạn thân Mộc Nhiên và Đỗ Hoài. Tao nói gả là gả, tốn công nuôi mày 22 năm chẳng được tích sự gì. Giờ là lúc báo ơn tao rồi đấy. Nên nhớ, gả đi rồi thì không còn là con tao nữa. Có chuyện gì thì tự giải quyết, có chết bơ chết bụi thì cũng đừng tìm đến tao. Nhưng mà con hâm mộ chị thật. Cứ được tổng tài, giàu có nhất thành phố Đề, lại sắp được trở thành Mạc thiếu phu nhân duy nhất của Mạc gia. Xem ra chị sẽ sung sướng đến hết phần đời còn lại rồi. Tuyết Sương vừa tỏ ra vẻ mặt hào hứng, vừa khinh thưởng cô. Sương Sương nói đúng, cứ được thiếu gia Mạc gia là phước đức mấy đời mà thứ sao chổi như mày mới có được. Nhớ là đừng có khắc chết chồng sắp cưới như đã từng khắc chết mẹ ruột của mày đấy. Cơ mà sắp tới phải thuê người làm rồi, không thể để Sương Sương nhà chúng ta làm những công việc của người ở được. Khi nghe những lời này, cô bật khóc nức nở trước mặt ông. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt ông, nhưng ông vẫn thờ ơ, chẳng ngó ngàng gì đến cô. Tình cảm bố con đã vụt tắt. 22 năm qua cô thèm nghe tiếng gọi con yêu từ ông, nhưng thật quá khó, chẳng bao giờ. Và chắc chắn rằng suốt đời cô vẫn không thể cảm nhận được một mái ấm gia đình thật sự. Ngày ngày cô làm việc chẳng khác gì một người làm. Đã vậy còn thường xuyên bị mẹ con Tuyết Sương bắt nạt, đánh đập,
nhưng ông nào để ý. Ông chỉ xem Thuyết Sương là đứa con gái duy nhất và là bảo bối trong lòng ông. Còn cô chỉ là sao chùi, là người ở trong mắt ông mà thôi. Cô chợt hiểu ra, hẳn ra vốn không phải là gia đình của cô, và mãi mãi sẽ không có hình ảnh của cô nơi căn nhà này, cô nói. Được, nếu bố quyết định như vậy thì con sẽ nghe bố. Và đây cũng là lần cuối cùng con gọi người là bố. Tốt, Hàn Sầm đáp trong sự thờ ơ. Chạy về phòng, cô ôm lấy tấm hình của mẹ vào lòng và bật khóc. Cô nhớ mẹ rồi, cô thèm cảm giác được mẹ yêu, được bố thương. Khi nhìn bạn bè được chụp ảnh với bố mẹ, cô cũng ảo ước có được một tấm ảnh với bố mẹ. Nhưng nó chỉ là mơ ước, mẹ cô đã xa đi rồi. Tại biệt thự Mặc Già, Hoài Phong, con đã đến tuổi lấy vợ rồi. Gia đình ta cũng có hôn ước với Hàn Gia, mẹ mong con chấp nhận. Dù gì con cũng 28 tuổi rồi, bên cạnh không ai chăm sóc là mẹ thấy rất khổ tâm. Bà Nguyễn Ngân liền tiếng. Phải đó anh hai, lẹ lẹ, cho đứa em nuôi này có chị dâu nữa chứ. Ngọc Hân cũng nhanh nhẹn tiếp lời. Hoài Phong liếc mắt nhìn ông Mặc Hưng, nhưng ông Mặc Hưng lại tỏ vẻ như không liên quan đến mình. Thật ra ông mong thằng con này lấy vợ đến sắp bệnh luôn rồi, chẳng qua vì tính tình lạnh lùng cố chấp của nó mà ông phải nghẹn ngào chịu đựng. Nhưng bỗng dưng giọng nói của Hoài Phong cất lên làm ông hết sức bất ngờ. Được, con sẽ lấy vợ, nhưng trong 2 năm con và cô ấy nếu không yêu nhau thì con sẽ ly hôn và con sẽ không lấy ai làm vợ nữa. Được được, nếu con chịu lấy vợ thì lý do gì ta cũng chấp nhận, Mặc Hưng vừa cười vừa nói. Sở dĩ anh đặt ra 2 năm vì anh nghĩ sẽ không ai chịu được tính lạnh lùng khó ở của anh, nhưng đâu đó anh cũng mong sẽ có một người bước vào đời anh như cô bé tựa thiên thần mà anh đã gặp trong đêm mưa nơi thánh đường vào năm anh 12 tuổi. Đêm hôm ấy, trước sinh nhật 12 tuổi của anh đi ngang qua thánh đường cho thấy một cô bé tay chân có nhiều vết bầm tím chạy vào thánh đường và có va vào anh rồi ngã xuống. Nhưng cô đứng dậy rất nhanh và không nói với anh lời nào. Vì tò mò nên anh đã theo bước chân của cô và nghe cô vừa khóc vừa trò chuyện với Chúa. Dường như mọi sự ấm ức và nỗi đau của cô in sâu vào tâm trí anh. Từng tiếng khóc, từng tiếng nấc cùng những tiếng thở than của cô làm anh như đắm chìm trong câu chuyện đau lòng. Điều thể chính anh là người hứng chịu những điều đó. Mãi đến khi cơn mưa ào ạt qua đi, anh mới nhận thức rằng cô bé đó chẳng còn ở đó nữa rồi. Anh cố chạy ra khỏi thánh đường thật nhanh, nhưng không thể tìm thấy bóng sáng của cô ấy. Mỗi đêm mưa, anh lại mơ đến hình bóng của cô. Anh không biết thông tin gì về cô cả. Anh chỉ biết trên cổ tay cô có một vết son hình trái tim. Cô là người con gái đầu tiên chạm vào anh mà anh không tỏ vẻ khó chịu. Tự nhiên anh mong đợi cuộc hôn nhân này, mong đợi người cô dâu anh sắp cưới là cô bé năm nào. Nhưng rồi anh chợt nghĩ, nếu không phải cô ấy thì anh sẽ phải sống như thế nào với một người chưa từng gặp mặt và có tình cảm. Thôi thì anh tự cho bản thân một cơ hội. Cơ hội có được một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, hoặc sẽ sống trong cô đơn với bộn bề công việc. Ai cũng nói rằng anh lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đâu biết anh sống nội tâm, thương trường nhiều chiến trường. Dù anh không muốn tàn nhẫn thì cũng phải tàn nhẫn. Anh không thể hiền lành để rồi Mặc Già phải rơi vào tay của người khác và gia đình anh sẽ bị người khác chà đạp. Anh yêu gia đình của mình và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho họ. Anh không muốn làm mẹ buồn hay ba phải phiền lòng, nhưng một khi anh đã quyết thì khó ai thay đổi được. Là một đứa trẻ sinh ra đã phải gánh trách nhiệm của cả gia tộc, nên lúc nào anh cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh vô tình. Những nỗi niềm, những đau khổ trong lòng thì không một ai có thể thấu hiểu. Anh luôn tạo ra một cái vỏ bọc cho chính mình để rồi phải sống mãi trong cô độc. Ngày diễn ra hôn lễ
Giữa anh và cô, Mộc Gia và Hàn Gia cười nói vui vẻ. Khách dự tiệc đã vào sắp đầy đủ, nhưng chú rể vẫn chưa thay đồ. Tuyệt Diễm ở bên hai cô bạn thân Mộng Nhiên và Đỗ Hoài, vừa hồi hộp vừa lo sợ, không biết anh có chấp nhận mình không, hay sẽ bị hắt hủi và đối xử tệ bạc với mình, hay là sẽ ly hôn và tống mình ra khỏi nhà. Khi nghe hai cô bạn thân nói anh ấy lạnh lùng và tàn nhẫn thì cô cảm giác run hơn, cho tới khi bà Măng chạy vào thông báo với cô. Tuyết Diễm, ta thật xin lỗi con, nhưng Hoài Phong, nó bị tai nạn khi trên đường đến đây. Nói rồi ba ôm cổ khóc, cô chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có lẽ mẹ kế của cô nói đúng, mày chính là sao chổi, vừa sinh ra thì khắc mẹ. Chẳng lẽ cô thật sự là sao chổi? Chẳng lẽ anh vì cô mà bị tai nạn? Cô biết phải làm sao đây? Rồi cuộc sống của cô sẽ đi về đâu? Bất chợt ông Mạc Hưng bước vào, rồi dùng mọi người đến bệnh viện. Lúc hai ông bà Mạc cùng cô gái xinh xắn và cô dâu chưa qua cửa đến bệnh viện thì bác sĩ đã thông báo anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng xác suất tỉnh lại chỉ có 30%, vì khi xảy ra tai nạn đầu anh có sự va chạm mạnh. Bà Mạc và cô gái đi theo như mất đi sức lực, bần thần ngã ra ghế. Ông Mạc thì không dám tin vào sự thật. Đứa con trai duy nhất của ông, đứa con trai mạnh mẽ, giờ lại phải yếu ớt, giành lấy mạng sống. Còn cô, khi chứng kiến những cảnh đó, cô lại thấy thương cảm cho anh. Nhưng rồi cô nghĩ, mình phải có trách nhiệm với anh. Dù sao anh và cô cũng sắp cưới nhau, giờ ông bà Mạc cũng đã lớn tuổi, không thể chăm sóc cho anh được. Cô quay sang nói với ông bà Mạc. Hai bác bớt đau lòng ạ. Dù gì thì con cũng là vợ sắp cưới của anh Hoài Phong. Con xin ở lại chăm sóc cho anh ấy ạ. Mong hai bác đừng từ chối. Cũng xin hai bác giữ sức khỏe ạ. Ông Mạc rất cảm kích cô, nhưng lại sợ Hàn Gia không đồng ý. Dù gì xác suất con trai họ tỉnh lại không cao, ông không thể ích kỷ vì con trai mà hy sinh cuộc đời của cô được. Bác xin lỗi vì sự cố hôm nay. Nếu con sửa đi thì bác cũng sẽ không gây khó dễ. Dù gì thì xác suất tỉnh lại của con trai bác rất thấp. Còn con thì còn quá trẻ, con xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn. Đúng đó con, bác thấy con xinh đẹp, ngoan ngoãn, bác cũng rất thích. Nhưng sợ Phong nó chẳng biết tỉnh lại hay không. Với lại con với Phong cũng chưa gặp nhau nên cũng chưa có tình cảm. Con nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nếu con rời đi, bác sẽ không trách. Còn nếu con ở lại, thì bác vẫn sẵn lòng đón con dâu Mạc Gia về nhà. Bà Mạc lên tiếng. Nghe bà Mạc nói xong, cô thấy rất cảm động. Lần đầu tiên, có người nghĩ đến cảm xúc của cô. Lần đầu tiên, có người quan tâm cô. Rồi cô nghĩ, dù anh có ghét cô đi nữa, thì có ông bà Mạc quan tâm cũng đủ sưởi ấm lòng cô rồi. Con nghĩ kỹ rồi ạ. Con sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Mong hai bác chấp thuận ạ. Được được. Cuối cùng cũng tìm được cô con dâu hiếu thảo, ngoan ngoãn cho Mạc Gia rồi. Hoài Phong nó thật có phúc khi có con là vợ. Bà Mạc nói trong nước mắt. Bố mẹ, chị dâu, mọi người định không cho anh hai thấy mặt vợ à? Chúng ta vào thăm anh hai thôi nào. Ngọc Hân vừa mừng cho anh hai cưới được vợ hiền, vừa mừng vì bố mẹ tìm được sâu thảo, từ giờ cô có chị gái để trò chuyện cùng rồi. Chị dâu, em tên là Mạc Ngọc Hân, là em gái nuôi của anh Hoài Phong. Cô bé 15 tuổi lấy lại nét tươi cười, nhìn Tuyết Diễm. Chào em thật dễ thương. Tuyết Diễm cảm thấy rất quý cô em gái xinh xắn này. 3 tháng nay, cô chăm sóc cho anh, vừa nhìn anh, cô đã phải thốt lên trong lòng rằng anh ấy đẹp trai quá. Nhưng rồi nhìn anh trên giường bệnh, cô không thấy sự lạnh lùng hay tàn nhẫn của anh, mà chỉ thấy sự yếu đuối từ một người đang vật lộn với cái chết. Từ khi gặp tai nạn, ông Mạc phải thay anh quản lý sắp xếp công ty, còn bà Mạc thì tinh thần hơi suy sụp nhưng vẫn nấu ăn hàng ngày và nhờ quản gia Trần mang đến bệnh viện cho cô.
Còn cô bé Ngọc Hân thì sắp thi học kỳ nên đang rất cố gắng. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh, thì cô lấy khăn giúp anh lau mặt và tay chân. Khi vừa chạm tay vào tay anh, thì thấy ngón tay anh cử động và mắt anh mở ra. Cô chạy ngay đi gọi bác sĩ mà quên mất cái nút gọi bác sĩ kế bên. Khi bác sĩ tới kiểm tra và nói anh đã không có vấn đề gì, thì cô mới gọi cho ông bà Mặc. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng bệnh của tôi? Và hình như tôi chưa từng gặp cô. Anh hỏi trong sự thờ ơ mà cô gái trước mặt cũng chẳng mấy quan tâm. Anh tỉnh rồi ạ? Anh cảm thấy trong người như thế nào? Còn đau ở đâu không? Anh yên tâm, bố mẹ anh sắp đến rồi. Cô không trả lời câu hỏi của anh, nhưng lại nổi nóng hỏi han, khiến anh thấy làm lạ. Anh nhìn cô hồi lâu, anh thấy cô khá xinh, thân hình vừa vặn, tay thì rất trắng, nhưng lại có một vết hồng hồng. Đặc biệt là anh không thấy khó chịu khi cô ở gần anh. Anh chợt hỏi. Vết sọt này, cô có từ lúc nhỏ sao? Khi hỏi xong, anh cảm thấy tự đào hố chôn mình có quen người tà đồ mà hỏi này hỏi nọ. Mình là người lạnh lùng, ít nói kia mà, nhưng sao lại không dị ứng với cô ta chứ? Bình thường có ai ngồi gần mình đâu. Anh nói vết sao này hả? Từ khi sinh ra tôi đã có nó rồi. Nghe quản gia nói vết son hình trái tim rất đặc biệt, sau này sẽ sống sung sướng. Nhưng mẹ ký lại nói vì tôi có vết son nên khắc chết mẹ, rồi còn khiến anh bị tai nạn nữa. Nói ra cô cảm thấy rất có lỗi, mong là anh sẽ không trách cô. Anh tính nói gì đó nhưng cửa phòng vang lên tiếng nói quen thuộc của cô em gái. Chị dâu, anh hai em tỉnh lại rồi ạ? Chị không đùa hần hần chứ? Này này, ai là chị dâu của em? Anh hai em cưới vợ hồi nào hả? Anh tức giận nói to nên cô bé sợ hãi, rồi nép vào người cô làm anh càng nóng giận. Anh quay mặt đi sang chỗ khác, mặc cho cô đang dỗ dành đứa em gái bé bỏng. Đột nhiên tiếng mẹ anh quát lớn. Mày lại ăn hiếp hần hần nữa, hả thằng con trở đánh này? Ông Mặc là người đến cuối cùng, tuy rất vui mừng nhưng lại phải tỏ ra bình tĩnh nên trong lời nói mang chút lạnh lùng. Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đi lo cho công ty đi. Ăn không ngồi rồi chọc vợ với em gái thì tốt nhất là lấy xác giải quyết cái đống lộn xộn con bay ra kia kìa. Công ty vẫn tốt chứ bố? Có hoạt động diễn ra bình thường phải không? Nhắc đến công ty, anh lại sốt ruột. Trước khi đến hôn trường, anh đã ghé qua ký hợp đồng quan trọng. Khi nhìn đến giờ thì đã trễ, đang lao trên đường thì đột nhiên một chiếc xe mất lái va vào anh. Sau đó anh chẳng còn ý thức nữa. Cũng không có gì to tát, nhưng còn có một số hợp đồng cần chữ ký của con. Nhưng ta nghĩ con nên tịnh dưỡng vài hôm rồi hãng đi làm. Dù gì cũng có thư ký phòng lo hết mọi chuyện rồi. Công ty và gia tộc đương nhiên là rất quan trọng, nhưng cái quan trọng trong cuộc đời của ông Mặc là vợ cùng hai đứa con thân yêu. À mà không, rồi lại có thêm một đứa con dâu thân yêu nữa rồi. Chợt ông Mặc nhìn sang đứa con dâu của mình. Tuyết Diễm, con nên về nghỉ ngơi đi. Cả mấy tháng này con chăm sóc cho nó rồi. Ta đã gọi quản gia Trần đến đón con, chắc ông ấy cũng đã đến. Đúng đó con, chắc con cũng đã mệt rồi. Về nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tĩnh dưỡng bản thân lại. Dạo này con gầy quá rồi đó. Bà Mặc nhìn cô mà đau lòng. Nếu không có cô chăm sóc cho Hoài Phong thì một mình bà không biết sẽ như thế nào nữa. Lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, xe đã đến rồi ạ. Mời thiếu phu nhân. Quản gia Trần vừa nghe ông Mặc gọi đã vội vàng chạy đến, chủ yếu là nhìn xem thiếu gia nhà ông có khỏe chưa và đón thiếu phu nhân về. Vâng ạ, con về, rồi tối con lại vào. Bố mẹ chú ý sức khỏe của anh ấy giúp con ạ. Có chuyện gì thì bố mẹ nhớ gọi con. Cô bước ra xe, trở về biệt thự Mặc gia, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng đã lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc trọn vẹn. Từ lúc anh tỉnh lại, cô chỉ đem cơm và ở cạnh anh. Còn lại đều nhờ điều dưỡng nam giúp anh, vì cô biết anh không muốn tiếp xúc với phụ nữ nên cũng không muốn làm anh khó chịu.
Hai tuần sau, anh được xuất viện về nhà. Từ sáng, ông bà Mặc và cô đã đến bệnh viện thu dọn đồ đạc. Sau khi về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng, vừa bước chân vào phòng, anh đã nhận ra đây không phải là phòng của mình nữa. Anh xuống lầu, hỏi bằng giọng lãnh đạm. Là ai đã vào phòng tôi? Thấy không ai đáp lại, anh liền quát lớn. Tôi nhắc lại, là ai đã vào phòng tôi, làm xáo trộn mọi thứ? Những người giúp việc lo sợ, chẳng dám lên tiếng. Họ cảm thấy anh đang giận dữ, và mỗi lần giận dữ thì anh sẽ mất kiểm soát, đập phá những thứ mà anh thấy được. Trong đầu họ lúc nào cũng tâm niệm tránh xa phòng cậu chủ, vì ai cũng biết phòng cậu chủ là cấm địa. Ngoài cậu chủ Ngọc Hân, lúc nhỏ có trốn vào phòng anh già thì khó ai có thể bước vào, kể cả mẹ anh. Thấy anh giận dữ, cô cũng rất lo sợ, nhưng cô không muốn những người giúp việc phải khó xử, nên bước đến và nói. Tôi không biết, đó là phòng của anh. Tôi xin lỗi. Đột nhiên, anh bước đến nắm cẳng cô, đôi mắt giận dữ như tù la. Cô rất sợ hãi, và cũng rất đau, nhưng không dám lên tiếng, vì cô cảm nhận được, nếu cô lên tiếng, thì anh sẽ không ngần ngại mà giết cô. Ông bà Mặc nghe tiếng động nên từ phòng đi xuống, thấy anh đang giận dữ, bóp chặt cằm của cô thì lo lắng. Khỏi phòng, con dừng lại ngay cho mẹ, con đang làm đau Tuyết Diệm đó. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói của bà. Tôi nhắc cho cô nhớ, nếu cô không muốn tống cổ ra khỏi nhà, thì tránh xa tôi và phòng của tôi ra. Nếu không, tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Anh hất cằm cô ra, làm cô ngã xuống sàn. Bà Mặc vội chạy lại, đỡ lấy cô. Diễm Diễm, đừng khóc, ngoan, mẹ xin lỗi. Là mẹ giáo dục Phong Phong không tốt, để con phải chịu ấm ức rồi. Bà càng an ủi thì cô càng khóc lớn hơn, bởi vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô, có người an ủi cô, có người cho cô mượn bờ vai để khóc. Mọi ấm ức từ trước đến nay cứ như một đoạn video cứ tua đi tua lại trong đầu cô, những đòn soi, những lời xì vả, lăng mạ và những đau khổ mà mẹ con Tuyết Sương gây ra cứ thế mà xuất hiện trong đầu cô. Anh nhìn thấy cô khóc, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình có ra tay nặng đâu mà khóc lắm thế không biết, dù lái xe lên công ty xem xét tình hình. Một lúc sau, cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng mới, có lẽ là phòng dành cho khách. Cô nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ chiều, cô nhanh chóng sửa soạn, chạy xuống nhà nấu nướng. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Ngọc Hân. Chị ơi, em nghe mọi người nói, anh Phong làm đau chị phải không? Hân Hân sẽ không nói chuyện với anh Phong nữa. Chị ơi, chị đừng bỏ đi nhé. Chị mà bỏ đi, Hân Hân sẽ rất buồn. Hân Hân ngoan, đừng giận anh Phong nhé. Chị sẽ không đi đổ hết, chị sẽ mãi là chị của Hân Hân, được chứ? Cô dịu dàng nói chuyện với Ngọc Hân. Đó giờ, cô rất muốn có em gái để yêu thương, nhưng Tuyết Sương lại là nỗi đau trong lòng cô. Giờ thấy Hân Hân vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, cô rất muốn xem Hân Hân là em gái ruột để yêu thương, chăm sóc. Chị biết không, em đã từng bị anh Phong đá ra khỏi phòng khi tò mò vào phòng anh ấy đó. Lúc đầu, em nghĩ vợ chồng phải sống với nhau, nên em và mẹ mới sắp xếp cho chị ở phòng của anh Phong. Em không biết anh ấy lại làm đau vợ mình. Em xin lỗi chị. Ngọc Hân nói bằng giọng đáng yêu và sắp khóc, nên cô phải an ủi cô bé mít ướt này. Ngoan, chị không sao đâu nè. Với lại, anh ấy cũng không làm gì chị hết. Chị cũng đâu thấy đau đâu. Ngọc Hân xem cô là chị dâu và nghĩ là anh và cô đã xem nhau như vợ chồng. Nhưng cô và anh chưa đăng ký kết hôn cũng có xem nhau như vợ chồng bao giờ đâu. Anh ấy còn chán ghét cô không kịp ấy chứ. Không biết số phận của cô rồi sẽ đi về đâu nữa. Không biết cô có thể chịu đựng anh đến bao giờ. Hay có lẽ anh và cô sẽ vĩnh viễn không thể là vợ chồng. Sau khi chứng kiến về mặt giận dữ của anh thì cô tránh anh như tránh tà, trừ bữa cơm là gia đình ăn chung. Còn ngoài ra, cô không muốn gặp anh vì sợ anh giận dữ. Cô đang loay hoay trong bếp
là món bánh kem sầu tê cho Hân Hân, thì anh đi vào. Anh mở tủ lạnh, lấy nước uống, sau đó nhìn cô rất lâu. Nhìn thấy anh, tim cô đập rất nhanh, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì cô sợ anh giận dữ, nên chỉ biết im lặng và vùi đầu vào làm bánh, cho đỡ ngại. Hay là anh chỉ nhìn một lát rồi đi, nếu không, chẳng biết khi nào cái bánh mới được vô lò nướng nữa. Cô cảm thấy càng ngày mình càng nhát gan, nhất là khi đứng trước mặt anh. Sau một thời gian ở Mặc Gia, Tua Diễm cảm thấy rất buồn chán. Cô quyết định xin ông bà Mặc cho mình ra ngoài làm việc. Dù gì, cô cũng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế. Dù ít nhiều, cô vẫn muốn độc lập tài chính. Và ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Sau một khoảng thời gian nói chuyện và thuyết phục ông bà Mặc thì ông bà đã đồng ý. Tại quán cà phê nơi ba cô gái dễ thương trò chuyện. Này, hỏi như ai kia có chồng rồi, quên hai đứa bạn chỉ cốt này luôn rồi. Đỗ Hoài lên tiếng. Phải phải, Diễm Diễm đã không còn quan tâm đến tớ và Hoài Hoài nữa. Thật là tủi thân nha. Mộc Nhiên uất ức. Tuyết Diễm bó tay với hai cô bạn này luôn. Tớ quên hai cậu bao giờ? Chẳng phải tớ đã kể cho các cậu nghe chuyện của tớ và Hoài Phong ư? Tớ và anh ấy có xảy ra chuyện gì đâu mà vợ với trả chồng. Nhắc đến Mặc Hoài Phong thì Đỗ Hoài lại tức điên lên. Cái tên đáng ghét đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Diễm Diễm nhà chúng ta vừa xinh lại vừa hiền ngoan, vậy mà hắn dám cả gan làm đau Diễm Diễm. Hừ, càng nhắc đến tớ càng tức giận mà. Bỏ đi Hoài Hoài, dù sao thì tớ cũng có sao đâu. Với lại là do tớ không đúng trước, vì dám sắp xếp lại đồ đạc trong phòng của anh ấy mà. Tuyết Diễm đáp lại lời Đỗ Hoài bằng giọng nhỏ nhẹ, vì cô không muốn mọi chuyện rắc rối, và lại chuyện đó cũng đã qua rồi. Mộc Nhiên lại lên tiếng trêu chọc cô. Diễm Diễm thân yêu, đừng nói với tớ là cậu đã yêu cái tên mặt lạnh đó nha, làm gì mà bên người ta giữ vậy. Phải rồi, tớ cũng rất nghi ngờ đấy. Đó giờ Diễm Diễm nhà chúng ta cái yếu đuối như vậy đâu, vừa là sinh viên xuất sắc của khoa thiết kế, vừa nằm trong top hoa khôi của trường, nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người còn gì. Tuyết Diễm thấy hai cô bạn của mình đã nhìn thấu nên cũng không muốn giấu họ, cô tỏ vẻ ấp úng trước mặt họ. Thật ra mình thích anh ấy từ lúc anh ấy ở bệnh viện. Gì? Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Hai cô bạn hét lớn, là mọi người nhìn sang các cô tỏ vẻ ngại ngùng. Này, các cậu nhỏ tiếng thôi chứ. Tuyết Diễm ngại ngùng. Có thật là cậu thích Mặc Hoài Phong không vậy? Mộc Nhiên tỏ ra hết sức ngạc nhiên, vì đó giờ cô chưa từng nghe Tuyết Diễm tỏ ra yêu thích một anh chàng nào cả. Thích gì chứ? Rõ ràng là Diễm Diễm nhà chúng ta đã bị nhan sắc của ai kia thu hút rồi. Hay, còn đâu là cô nàng hoa khôi lạnh lùng của khoa thiết kế được các học trưởng thường xuyên tỏ tình đây? Đỗ Hoài luôn là người trêu cho cô đầu tiên và cũng là người nhìn thấu tâm tư cô. Gì mà tỏ tình chứ? Làm gì có chuyện đó? Tuyết Diễm bị trêu chọc đến ngại ngùng luôn rồi. Này, Diễm Diễm của tôi ơi, Hoài Hoài nói đúng quá nên đỏ mặt chút gì. Xem kìa, công chúa lạnh lùng nhà chúng ta ngại ngùng đáng yêu quá để mắt. Mộc Nhiên cũng hồ vào trêu chọc là mặt của cô càng ngày càng đỏ. Để lúc rời khỏi quán và đi dạo phố thì chủ đề mới được chuyển và cô mới khôi phục được dáng vẻ ban đầu. Ba cô bạn luyên thuyên cả buổi chiều, đi dạo phố, đi shopping, và địa điểm cuối cùng được Đỗ Hoài bật mí sau một quãng đường vừa đẹp vừa trong lành là một văn phòng rộng rãi. Chào mừng Diễm Diễm và Nhân Nhân đã đến công ty thời trang S&D sắp khai trương của mình. Công ty sắp khai trương? Cư và Mộc Nhiên hoang mang trước câu nói gầy sốc của Đỗ Hoài. Hai người đều biết gia tộc họ Đỗ cũng rất có tiếng trên thương trường, nhưng việc Đỗ Hoài mở công ty riêng là điều không ai ngờ đến, vì ai cũng nghĩ cô sẽ về công ty Đỗ Sa làm việc. Thấy hai cô bạn có vẻ ngạc nhiên, Đỗ Hoài lên tiếng. Sao hả? Trưởng phòng thiết kế Hàn và trưởng phòng kế toán Mộc, hai người quên giao ước 3 năm trước của chúng ta rồi sao?
Ba năm trước, Tuyết Diễm, Mộc Nhân và Đỗ Hoài đã xảo ước nếu sau khi tốt nghiệp, cả ba được loại giỏi chuyên ngành của mình thì họ sẽ cố gắng mở một công ty. Hoài Hoài học quản trị kinh doanh nên sẽ làm giám đốc điều hành. Còn Nhiên Nhiên làm trưởng phòng kế toán. Diễm Diễm sẽ là trưởng phòng thiết kế. Trời, cậu mở công ty thật sao? Mình cơ ngỡ đó là giấc mơ. Thật sự mình rất ngạc nhiên. Mình cảm ơn cậu. Tuyết Diễm vừa nói vừa nghẹn ngào. Ôi, Diễm Diễm và Nhiên Nhiên nhà chúng ta sao lại mít ướt rồi? Nào, để mình móc điện thoại ra, chụp ảnh, rồi post lên mạng nhé. Hoài Hoài, cảm ơn cậu, mình yêu cậu nhất trên đời. Mộc Nhiên ôm lấy Đỗ Hoài, làm cho Đỗ Hoài mềm té vì mất thăng bằng. Này, từ giờ phải gọi là sếp. Đỗ Hoài chính thức dùng giọng của bà chủ công ty nói với cấp dưới. Vâng, chúng em biết rồi, thưa sếp. Sau màn đồng thanh của Tuyết Diễm và Mộc Nhiên thì cũng đã 18 giờ tối. Đỗ Hoài lấy xe đưa hai trưởng phòng của mình về nhà an toàn rồi mới quay về nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy anh ngồi ở phòng khách. Cô tỏ ra không thấy gì rồi bước vào phòng, nhưng đời không như mơ. Trong lúc xả vợ bơ đi thì đột nhiên biết mấy giờ rồi không? Đừng nói với tôi là cô đi quên giờ về. Là anh ấy quan tâm mình sao? Sao hôm nay quan tâm đến mình trong khi bình thường chẳng nhìn mặt mình vậy? Thấy hắn lạnh lùng, cô cũng chẳng muốn đáp, chỉ lần quần trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Tôi hỏi cô, sao bây giờ mới về? Tôi đi chơi với bạn. Tính cách nhút nhát lại trỗi dậy nữa rồi, tại sao đối mặt với anh ấy cô lại cảm thấy sợ như vậy nhỉ? Hay là do cô yêu anh nên khi đối diện với anh lại trở nên ngại ngùng? Cô nên nhớ, cô đang là hôn thê của tôi, nên hãy làm đúng chức trách của mình đi. À mà quên, chuẩn bị, mai đi đăng ký kết hôn, sau đó dọn về nhà riêng của tôi. Vừa nói xong, anh đi thẳng lên phòng, bỏ mặc cô với một đống suy nghĩ trong đầu. Anh ấy không thích mình thì có thể từ chối mà, hay do ông bà Mặc ép anh cưới cô. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến lý do vì sao cô lại đến Mặc gia. Cô trở về phòng với tâm trạng sầu sĩ, đầy lo sợ. Liệu anh ấy có giống mẹ con Tuyết Dương mà đánh đập, chửi rủa cô không? Liệu anh có nhốt cô vào phòng tối không? Hay anh có cấm cô tiếp xúc bên ngoài không? Nước mắt rơi xuống gối, và rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Còn anh, sau khi về phòng thì cảm thấy tức giận. Cô ấy dám đi chơi về trễ, đã vậy còn ăn mặc chả ra làm sao. Chuyện là lúc chiều anh vừa đi làm về thì ông bà Mặc nhắc đến việc kết hôn rồi về nhà riêng sinh sống. Anh cũng chẳng quan tâm sâu xa, chỉ nghĩ kết hôn sớm rồi ly hôn sớm thôi. Dù gì cũng chỉ có 2 năm. Anh ngồi chờ cô về suốt hơn 2 tiếng đồng hồ thì cô mới về, làm anh cực kỳ nóng giận. Đó giờ dù là hợp đồng quan trọng thì quá 5 phút anh sẽ hủy hợp đồng do anh ghét sự chờ đợi. Thế nhưng khi cô về đến nhà, anh không tức giận vì sự chờ đợi mà tức giận về trang phục của cô. Anh nghĩ mình thật ngớ ngẩn, không biết vì sao giọng này cứ quan tâm nhất cử nhất động của cô. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, vừa chuẩn bị bữa sáng xong thì anh từ trên lầu bước xuống. Anh không mở lời nên cô cũng chỉ im lặng. Đến khi ông bà Mặc và Ngọc Hân đi xuống thì sự im lặng đã bị phá vỡ. À, thơm quá, chị Diễm ơi, Hân Hân đói rồi. Hân Hân nhà chúng ta biết dậy sớm rồi à? À mà, từ bao giờ Hân Hân nhà chúng ta biết đói vậy nhỉ? Bà Mặc nhìn vẻ mặt của Hân Hân là biết cô đang định nọt Tuyết Diễm để thưởng thức bánh kem sầu tây Tuyết Diễm làm, nên buông lời trêu chọc cô. Nếu Hân Hân ăn sáng ngoan, một lát chị sẽ làm bánh kem sầu tây em thích nhé. Tuyệt quá, Hân Hân yêu chị nhất nhất luôn. Ông Mặc đã im lặng từ lúc mới bước xuống phòng ăn, bỗng dưng lên tiếng. Hoài Phong, Tuyết Diễm, ăn xong các con tới cục dân chính đăng ký kết hôn đi.
Dù sao cũng đến lúc thực hiện hôn ước rồi. Ta mong hai con có thể sống hạnh phúc với nhau. Con biết rồi, thưa bố. À mà sau khi nhận giấy kết hôn xong, con và Tuyết Diễm sẽ trở về nhà riêng. Con đã cho người dọn dẹp rồi. Được, nhưng cuối tuần phải đưa Diễm Diễm về nhà chính thăm mẹ. Nếu không, mẹ sẽ xử lý con đó. Vâng, con đã biết. Ăn xong, cô liền thay một chiếc váy màu xanh ngọc, nhẹ nhàng và qua đầu gối, rất kín đáo. Cô vừa bước xuống thì thấy anh đã đợi sẵn dưới nhà. Tại cùng sân chính, sau khi ký giấy kết hôn, anh chị đứng sát vào nhau, sát nhau một chút nữa nào. Rồi. Anh chụp ảnh, nhìn tấm ảnh cảm thán, đúng là trai tài gái sắc mà. Đây là giấy chứng nhận của anh chị, một cô nhân viên đưa cho anh và cô. Sau khi hoàn tất thủ tục thì anh và cô lên xe về nhà riêng. Mộc Tổng, tôi đến đón ngài. Chào phu nhân, tôi là Phong Quý, là thư ký của Mộc Tổng. Xin chào, tôi là Hàn Thuyết Diễm, hân hạnh được biết thư ký Phong. Theo cô cảm nhận, nếu Hoài Phong là người lạnh lùng khó tính, thì Phong Quý lại là một người ấm áp và dễ tính. Về biệt thự Ánh Dương, lại là cái giọng lãnh đạm, nghe như đang ở Nam Cực của anh lại vang lên. Cô chợt nghĩ, thư ký Phong chắc rất mệt mỏi với cái sự khó ở của anh. Vâng, thưa Mộc Tổng. Trong xe, cô thấy anh chỉ nhìn ra cửa sổ, sao cô cứ cảm giác như anh đang nóng giận nhỉ? Không lẽ anh thật sự ghét bỏ cô? Nhưng thật ra, trong đồ của ai kia thì... Chết tiệt, sao những tên ở cục dân chính dám nhìn cô ấy bằng ánh mắt thèm muốn chứ? Còn cô ấy, sao lại thu hút nam giới như vậy? Đáng ghét, sao mình cứ nghĩ đến cô ấy vậy chứ? Khi bước vào biệt thự Ánh Dương, cô cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Lúc chiếc xe vừa lăn bánh vào, cả một vùng trời hướng dương rực rỡ trước mắt, làm cô phải thốt lên rằng Là hoa hướng dương, đẹp quá. Cô nở một nụ cười tươi, làm anh phải đứng hình. Nụ cười của cô thuần khiết và ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào khu vườn hướng dương, làm tim anh bỗng nhiên đập nhanh và nói thầm: cô ấy thật dễ thương, sao tim mình lại đập nhanh vậy? Không lẽ mình động lòng với cô ấy rồi sao? Không không, mình chưa bao giờ động lòng và cũng sẽ không bao giờ yêu ai. Người nhận ra biểu cảm bối rối của anh không ai khác ngoài thư ký Phòng, anh vừa lái xe vừa cười. Mạc Tổng đã biết yêu rồi, hy vọng Mạc Tổng sẽ hạnh phúc. Nhìn sang Mạc phu nhân vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, làm anh trầm tư và rơi vào suy nghĩ. Không biết cô ấy có yêu Mạc Tổng không, hay chỉ vì hôn ước. Dù sao đi nữa, thư ký Phong vẫn tin vào Mạc Tổng, dù có hơi lạnh lùng, khó tính, nhưng sẽ dễ dàng chinh phục được Mạc phu nhân. Xe vừa dừng lại thì anh bước xuống xe đi thẳng vào nhà, làm cô cũng nhanh chân đi theo. Dù rất muốn đứng ngắm hướng dương, nhưng cô nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để ngắm. Thiếu gia, mừng cậu đã về. Đây là thiếu phu nhân phải không ạ? Quản gia Lý ra chào đón họ vào nhà. Từ giờ, cô ấy là Mạc thiếu phu nhân. Nói xong, anh bước nhanh về phòng, chuẩn bị đến công ty họp hội đồng quản trị về dự án mới của công ty. Thiếu phu nhân, tôi là Lý Thuận, thiếu phu nhân có thể gọi là Lý quản gia. Chào thiếu phu nhân, tôi là Thẩm Kiều, tôi phụ trách dọn dẹp và chuẩn bị món ăn cho thiếu gia. Chào bác Lý, chào dì Thẩm, cháu là Hàn Tuyết Diễm, mọi người cứ gọi con là Tuyết Diễm hay Diễm Diễm đều được ạ. Vậy được, bác sẽ gọi là Tuyết Diễm nhé. Nhờ ba Thẩm đưa Tuyết Diễm đi nghỉ ngơi nhé. Thiếu... À không, Tuyết Diễm đi theo dì nhé. Bà Thẩm đưa cô vào một căn phòng, từ cửa sổ có thể dễ dàng nhìn ngắm vườn hoa hướng dương đang nở rộ. Bà Thẩm nhìn cô, bà cảm thấy cô là một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương và rất hiền lành ngoan ngoãn. Thật vui khi cậu chủ tìm được người vợ tốt. Cháu nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Buổi trưa, cháu muốn ăn gì, cứ nói, dì sẽ chuẩn bị. Giọng cô bà ấm áp, làm Tuyết Diễm nhớ đến người mẹ của cô. Giá mà mẹ cô còn sống,
chắc chắn cô sẽ được vui vẻ, hạnh phúc và được mẹ yêu thương. Dạ, cháu ăn gì cũng được ạ. Mà dì ơi, tại sao trong biệt thự lại có nhiều hoa hướng dương vậy ạ? Dì cũng không rõ, chỉ biết số hoa ấy là do thiếu gia đích thân trồng. Thiếu gia bề ngoài lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Cháu là vợ của thiếu gia nên chắc chắn cháu sẽ hiểu cậu ấy thôi. Nói rồi, bà xin phép xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cho cô và làm một cái bánh kem chào mừng cô. Bà Thẩm vừa bước ra thì một lát sau cô cũng ra khỏi phòng. Cô đi xuống vườn nhìn ngắm các bông hoa hướng dương xinh đẹp. Cô rất thích hướng dương vì nó như một người bạn tinh thần của cô trong suốt quãng thời gian ở Hàn Sa. Và xung quanh mộ của mẹ cô được cô trồng những chậu hoa hướng dương vô cùng đẹp. Mỗi lần có chuyện buồn, cô chỉ cần ngắm nhìn những bông hoa hướng dương thì tâm trạng lập tức được thay đổi. Nhắc mới nhớ, sắp tới là lễ Giáng sinh rồi. Năm nay, cô cũng sẽ dạo bước đến thánh đường để được ngắm nhìn những ánh đèn nhấp nháy và tự hát chúc mừng bản thân thêm một tuổi mới. Cũng đã lâu rồi cô không đến thánh đường, có lẽ khoảng thời gian ở Mạc Gia cô không còn hứng chịu bạo lực hay đau khổ nên không lui tới thánh đường thường xuyên như lúc sống ở nhà cũ nữa. Đang lâng lâng trong cảm xúc thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ Hoài Hoài yêu dấu. Vừa nhấc máy thì trong điện thoại đã vang vẳng tiếng ai đó rồi. Trường Phong Hàn yêu dấu, ngày mai khai trường và bắt đầu làm việc rồi, không được đến muộn đấy nhé. Dạ thưa sếp, mai em sẽ đến đúng giờ ạ. Cuộc sống sau này của em phải trông chờ vào sếp rồi. Ha ha, yên tâm, sếp không bằng đãi em đâu. Giờ tớ có chút việc rồi, gặp lại cậu vào ngày mai nhé, Diễm Diễm yêu dấu. Ok, ngày mai gặp. Nói rồi, cô lại tiếp tục nhìn ngắm hoa hướng dương. Một lát sau, dì Thẩm gọi cô vào dùng bữa trưa. Khó khăn lắm, cô mới thuyết phục dì dùng bữa cùng. Một mình cô ăn thì quá nhạt nhẽo và buồn chán. Tập đoàn Ánh Dương, trước là tập đoàn Mạc Gia, được phát triển và kế thừa qua nhiều đời của gia tộc lớn nhất nước Bề. Nhưng từ khi anh tiếp quản thì được đổi tên thành Ánh Dương, tập đoàn hoạt động về lĩnh vực thiết kế sản xuất ô tô, tuy nhiên cũng đầu tư vào các công ty đá quý, công nghệ, điện ảnh, là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nước Bề và đang trên đà phát triển ra toàn thế giới. Trụ sở chính của tập đoàn Ánh Dương, trong phòng họp hội đồng quản trị, không khí căng thẳng bao trùm lấy tất cả mọi người. Anh nghiêm túc ngồi vào vị trí tổng giám đốc của mình, ra hiệu cho thư ký phòng bắt đầu cuộc họp. Sau khi giám đốc của các chi nhánh báo cáo xong thì một bản thống kê doanh thu chi tiết được đưa tới cho hội phòng. Anh càng đọc càng nhíu mày, làm cho mọi người không rét mà run. Bỗng anh đứng dậy và nói với giọng cực kỳ lãnh đạm. Tại sao chỉ tăng 30% so với quý trước? Tôi không rảnh nuôi những kẻ vô dụng. Thư ký phòng đứng kế bên mà đổ mồ hôi nhiều tắm. Thôi rồi, có lẽ nào Mạc Tổng sẽ đem anh đi xiên nướng luôn không? Cơ mà, 30% đã tính là vượt bậc rồi, phải cố gắng lắm mới tới được. Vậy mà Mạc Tổng lại chưa hài lòng. Tôi muốn quý sau phải đạt mức trên 50%. Nếu không, thì tự nộp đơn nghỉ việc đi. Nói rồi, anh cất bước ra khỏi phòng. Thư ký phòng cũng nhanh chân đuổi theo. Mọi người trong phòng mới cảm nhận được là mình đang thở. Phải nói, mỗi lần họp là mỗi lần đau tim. Hên là chỉ họp theo quý, chứ không bệnh viện lại phải đông nghẹt vì bệnh nhân đau tim tăng cao. Chính sách lương bổng của tập đoàn Ánh Dương phải nói là rất khủng. Đồng thời, tuyển chọn nhân sự cũng rất gắt gao. Thế nên, được làm trong tập đoàn Ánh Dương, dù là chi nhánh, cũng đã là khát khao cháy bỏng, khó thực hiện của sinh viên cả nước rồi. Nhưng cũng vì danh tiếng mà hầu như tất cả nhân tài đều muốn làm việc cho Ánh Dương. Nhân viên trong công ty không những có năng lực tốt mà còn có sức chịu đựng cao. Sau khi trở về phòng, anh tập trung kiểm tra và rà soát lại toàn bộ những tài liệu liên quan đến doanh thu của tập đoàn, nhất là những tài liệu trong lúc anh nằm viện. Bỗng dưng,
cửa phòng mở ra và một giọng nói văng vẳng bên tai. Này, Mạc Hoài Phong, tên tổng tài đang ghét kìa, cậu dám quăng hết chuyện trong bang cho tớ, dù nhàn hạ, vui vẻ đi đăng ký kết hôn hả? Tần Gia Bảo, cậu không biết gõ cửa à? Hay muốn về trụ sở bang Bạch Hổ một tháng học cách gõ cửa? Nghe tới về trụ sở để học thì anh không xét mà run, nhưng cũng phải tỏ ra bình tĩnh. Phải nói là hình phạt cho sự phản bội và không tuân lệnh lão đại là hình phạt cao nhất. Nhẹ thì quăng vào rừng ở với những con thú đột biến hùng dữ trong một thời gian nhất định, nặng thì chết dần chết mòn trong sự đau đớn. Sao hả? Cậu dám đối xử với ân nhân giúp đỡ cậu như vậy sao? Cậu thật là vô tình. Nếu cậu muốn thì tôi chịu. Đừng nói với tôi, cậu chỉ đến đây để la hét. Nếu vậy thì biến về bang huấn luyện đi, tôi bận lắm. Bận cái con khỉ, người bận nhất chính là tôi đây nè. À mà sắp tới có lô vũ khí với bang Hắc Ưng. Cậu nghĩ sao nếu người gây tai nạn cho cậu là bang Hắc Ưng? Tôi nghĩ lão già đáng ghét đó tới số rồi. Không diệt sẽ còn nhiều rắc rối về sau. Lô hàng lần này tôi sẽ trực tiếp giao dịch. Cậu báo cho lão nhị với lão tứ chuẩn bị đi. Hai ngày nữa sẽ đi máy bay sang Mỹ. Cậu chắc chắn chứ? Không ở nhà dắt chị dâu đi hưởng tuần trăng mật à? Chà chà, không biết chị dâu ra sao nhỉ? Nghe đâu xỉnh lắm. Cậu cút được rồi đấy. Cửa đó không tiễn. Sau khi Tần Sa Bảo ra về thì Mạc Hoài Phong gọi cho thư ký Phong vào phòng làm việc. Mạc Tổng, có gì dặn dò? Thư ký Phong, hai ngày tới tôi phải sang Mỹ để khảo sát và trực tiếp giao dịch với bang Hắc Ưng. Cậu đặt vé máy bay giúp tôi. Sao Mạc Tổng không giao cho Tần Thiếu Gia và Châu Kỳ? Tại sao phải trực tiếp đi giao dịch? Tôi phải trả món nợ hôm trước với Hắc Ưng. À, hai ngày tới công ty sao lại cho cậu? Tuyết Diễm có hỏi thì bảo tôi đi công tác, nhớ cho người bảo vệ cô ấy. Vâng, thưa Mạc Tổng. Được, cậu ra ngoài làm việc của mình đi. Nếu tập đoàn Ánh Dương được xem là ánh sáng thì bang Bạch Hổ lại là bóng tối. Bang Bạch Hổ được Mạc Hoài Phong thành lập 10 năm trước với sự kề vai sát cánh của lão nhị Châu Kỳ, lão tam Tần Gia Bảo, lão tứ là Lãnh Quân và lão ngũ là Phong Quý. Mỗi người có một tài năng riêng phục vụ cho bang. Riêng lão ngũ thì theo Trần Anh phát triển công ty vì một mình anh lo không xuể. Với lại lão ngũ không hợp với việc giết chóc cho lắm, nên lúc đầu lão ngũ đã ngỏ lời phụ giúp anh công việc ở tập đoàn. Lần này sang Mỹ, ngoài việc khảo sát chi nhánh mới, anh có lên kế hoạch đòi lại món nợ máu mà bang Hắc Ưng gây ra cho anh và lão nhị Châu Kỳ. Lúc trước vì bang mới thành lập nên anh không thể trả thù cho Châu Kỳ được, còn bây giờ anh phải trả lại gấp 10 lần những gì họ đã gây ra. Sau khi giải quyết xong các công việc ở công ty, anh cùng thư ký Phong trở về nhà. Về đến nhà đã là 10 giờ tối. Bước vào nhà, anh thấy cô đang ngủ ở phòng khách. Dưới phòng ăn thì cơm canh vẫn nguyên vẹn, chắc là cô chờ anh về để ăn chung. Bất chợt anh cảm thấy ấm áp, bởi vì sau khi dọn ra nhà riêng, anh chỉ dùng cơm một mình nên ít khi chú ý đến việc ăn uống. Có hôm đi làm tới tối khuya mới về rồi đi nghỉ ngơi. Có hôm thư ký Phong đặt nhà hàng mang đến tận công ty cho anh nếu tăng ca. Việc ăn uống thất thường dẫn đến tình trạng thường xuyên bị đau dạ dày. Nhìn cô ngủ yên lại toát lên vẻ dịu dàng, làm tim anh đập mạnh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm cô. Cô có làn da trắng, đôi môi hồng hào, bàn tay thon gọn và cổ tay nhỏ nhắn, và có một vết son hồng hình trái tim. Khoan đã, hình như anh đã thấy vết son này ở đâu đó rồi. Bất ngờ cô tỉnh dậy nên anh làm ngơ. Anh về rồi à? Đã ăn tối chưa? Để tôi đi hâm lại thức ăn. Anh không trả lời, thay vào đó là câu hỏi. Cô chưa ăn tối à? Tôi đợi anh, ăn chung cho vui. Tôi đợi anh, tôi đợi anh. Nó làm anh vui vẻ mà chẳng để ý đến vế sau cô đang nói. Có lẽ nào cô ấy cũng thích mình, nhưng mình thấy cô ấy trốn tránh mình mà. Trong lúc anh đang suy nghĩ
thì cô gọi anh, anh cũng chẳng nghe thấy tiếng cô. À, cô đi hâm thức ăn đi, tôi lên tắm, rồi sẽ xuống. Anh bước lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi chợt nhớ gọi điện cho thư ký phòng. Ngày mai, tôi muốn tất cả thông tin về Hàn Tuyết Diễm, từ khi sinh ra, cho đến hiện tại, không sót thông tin nào. Nhưng mà... Tút tút, thư ký phòng khóc thét với anh. Lúc trước, chỉ nói về phụ giúp công việc của tập đoàn, giờ quăng cho anh một đống việc trên đầu. Đã vậy, còn bắt anh tìm thông tin nữa. Biết vậy, anh tha ở bang huấn luyện còn sướng hơn, nhưng giờ cũng phải cắm đầu thức khuya, làm việc cho tên tổng tài đáng ghét. Vài bữa, anh phải đòi tăng lương và một tháng đi du lịch mới được. Bước xuống nhà ăn, thấy cô đã làm xong mọi việc một cách gọn gàng. Anh không nghĩ tiểu thư của một gia tộc lại giỏi việc nhà và nấu nướng tới vậy. Khi hai người vào bàn ăn, thì một lát sau, cô nói với giọng điệu rẻ chừng. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu đi làm. Anh cho phép tôi chứ? Ngày mai, tôi sẽ thông báo với bác Trần đưa đón cô. Cô được quyền làm mọi thứ cô thích, miễn là không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Mặc Gia. Anh yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ. Hai ngày nữa, tôi sẽ đi công tác biển Mỹ. Cô được quyền về nhà chính nếu thích. Thật sao? Vậy tôi sẽ báo với Mạc phu nhân. Đến lúc, cô đổi xưng hô cho đúng giờ đó, Mạc thiếu phu nhân. À, xin lỗi, tôi quên. Tôi không phải cọp. Đừng tỏ ra yếu đuối chút mà tôi. Nói xong, anh trở về phòng của mình. Còn cô khi dọn dẹp xong cũng về phòng nghỉ ngơi, để mai dự lễ khai trương và bắt đầu làm việc. Ở trong phòng, anh lại suy nghĩ những điều về cô. Anh cảm thấy mình đang thay đổi cách nhìn về cô. Anh chưa từng yêu ai nên cũng không biết khi yêu người ta sẽ có cảm giác như thế nào, phải làm gì cho người mình yêu. Và anh cũng chẳng biết vì sao lại thông báo việc anh đi công tác cho cô. Nhìn cảnh cô ngủ ngoài phòng khách, anh lại cảm thấy chạnh lòng. Anh sợ cô bị cảm lạnh, sợ cô không biết anh đi công tác, rồi ngồi chờ đợi anh trong cô đơn. Anh biết ở bên mẹ và em gái của anh thì cô sẽ vui hơn và cũng có người chăm sóc cho cô. Sáng hôm sau, cô diện một bộ váy màu xanh dương nhạt, vẫn phong cách kín đáo và thanh lịch. Lúc cô xuống nhà ăn thì đã thấy anh ở đó. Anh nhìn theo cô rồi chú ý đến bộ váy của cô. Ăn xong, thư ký phòng đến đón anh. Trước đó, thư ký phòng thấy anh dặn dò với quản gia điều gì đó, nhưng anh không tò mò, vì anh biết tò mò về chuyện của anh thì khác nào chuẩn bị tinh thần về nhận hình phạt ở bang. Khi xe đang chạy trên đường, anh hỏi thư ký phòng. Tài liệu tôi nhờ cậu điều tra đã làm xong chưa? Tôi để nó ở ghế kế bên cậu đấy. Mà tại sao cậu lại nhờ tôi điều tra về Mặc thiếu phu nhân vậy? Anh vừa xem vừa chăm chú, cơ bản không nghe những lời thư ký phòng nói. Nhưng chợt nhớ về cô, anh quay sang dặn dò thư ký phòng. Trong thời gian tôi đi công tác, cô ấy sẽ đến nhà chính, nên cậu chỉ cần cho vệ sĩ bảo vệ cô ấy rồi nhà chính là được. Nhớ là không được lâu là. Vâng, tôi biết rồi. 9 giờ sáng, anh cùng Tần Gia Bảo bay sang Mỹ chuẩn bị cho cuộc giao dịch. Sau khi đặt chân đến Mỹ, lão nhị Châu Kỳ đã cho người đón Mạc Hoại Phong và Tần Gia Bảo về bang để khỏi ai chú ý và cũng để đảm bảo an toàn cho hai người. Đã chuẩn bị mọi thứ hết chưa? Đã ổn thỏa hết rồi, thưa lão đại. 3 ngày nữa sẽ tới ngày giao dịch. Lão đại, trong 3 ngày tới lão đại có kế hoạch gì không ạ? Lão nhị Châu Kỳ là người chịu trách nhiệm huấn luyện, điều hành bang trong lúc Mạc Hoài Phong không có mặt, là một người thận trọng, chu đáo và quan tâm đến đàn em trong bang, nên sau lão đại Mạc Hoài Phong thì người được kính trọng hơn cả là lão nhị Châu Kỳ. Tôi sẽ đến công ty chi nhánh của tập đoàn để kiểm tra và khảo sát tình hình. Vậy để lão Tam tôi đi cùng cậu. Dù gì, tôi cũng là chuyên gia về máy tính, tôi sẽ giúp cậu một tay. Được, hôm nay nghỉ ngơi, mai đến công ty. Công ty Ánh Viên là một trong những chi nhánh của tập đoàn Ánh Dương. Giám đốc công ty Ánh Viên hiện tại là Mặc Bình,
là người anh họ của Mạc Hoài Phong. Mạc Bình là một người thông minh nhưng tham vọng quá lớn. Lúc trước, vì là con cháu trong gia tộc nên Mạc Hưng tín nhiệm Mạc Bình, nhưng anh thì không. Đối với anh, những người trong gia tộc là những người không đáng tin nhất. Sở dĩ Mạc Hoài Phong bí mật đi khảo sát và kiểm tra công ty Ánh Viên là vì vài tuần trước, khi xem báo cáo của các chi nhánh, anh thấy doanh thu của công ty Ánh Viên đột ngột giảm 10%. Việc tăng giảm tài chính là một điều bình thường trên thương trường, nhưng tại sao cùng một hệ thống điều hành và đội ngũ nhân viên kỷ luật mà chỉ mỗi công ty Ánh Viên giảm đột ngột? Anh đang nghi ngờ có người trong công ty tham ô và có tổ chức, trong đó nhận định có sự góp mặt của Mạc Bình. Đến trước chi nhánh của Ánh Viên, anh lạnh lùng đi thẳng vào trong, còn Tần Sa Bảo thì đuổi theo sau anh. Gương mặt lạnh lùng cùng với hàn khí mạnh mẽ của anh làm cho nhân viên phải né xa. Mở cửa phòng giám đốc, anh và Tần Sa Bảo chẳng thấy Mạc Bình, nhưng lại nghe được những âm thanh kỳ lạ trong phòng nghỉ, làm Tần Sa Bảo bất ngờ, còn anh thì càng nghe càng mang vẻ mặt lạnh khốc. Bình Bình, số tiền quý vừa rồi anh kiếm được bao nhiêu vậy? Nhiều không anh? Giọng nói của một cô gái có vẻ đang thở khá gấp. Hơn 20%. Để yên nào, bây giờ anh chỉ muốn hưởng thụ em thôi, chuyện đó tính sau đi. Xem ra có người sắp chết rồi, Tần Sa Bảo suy nghĩ trong sự sắt lạnh. Rõ ràng đây là ban ngày, nhưng đứng gần Mạc Khoải Phong nhiều thể đang ở Nam Cực. Dầm, Mạc Khoải Phong đạp cánh cửa khi nó văng một quãng xa. Anh quay sang phòng làm việc, ngồi vào vị trí giám đốc công ty. Tần Sa Bảo nhìn thấy hành động của anh nhưng vẫn giật mình, vì trong công việc anh không bao giờ lộ ra vẻ tức giận đáng sợ tới như vậy. Tần Sa Bảo vừa sát lạnh vừa suy nghĩ mình có nên trốn trước cho an toàn không ta. Thằng khốn nào phá chuyện của lão tử vậy? Mạc Bình vừa tức vừa nhanh tay mặc quần áo vào. Cô gái kế bên cũng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Vừa mặc quần áo xong, Mạc Bình chạy ra với vẻ mặt tức giận, thì đột nhiên mặt đen lại, tỏ vẻ bình tĩnh, bước đến cái ghế giám đốc mà Mạc Hoài Phong đang ngồi. Hoài Phong, sao em đến mà không báo anh trước vậy? Thấy Hoài Phong im lặng, Mạc Bình lại càng run sợ. Không biết lúc nãy nó có nghe những lời đó không nữa. Nếu không, khó khăn lắm anh mới được vào tập đoàn Ánh Dương. Nếu bị sa thải thì anh cũng không biết phải làm gì nữa. Em dùng cà phê nha. Nói xong quay sang cô gái vừa rồi. Cô Anna, pha ly cà phê lên cho Mạc Tổng và bạn anh ấy. Vâng, tôi đi ngay. Mạc Hoài Phong vẫn ngồi im lặng, nhưng hàn khí xung quanh chẳng giảm chút nào. Tần Sa Bảo đồ có ngu gì mà đứng chịu trận, di chuyển nhẹ nhàng tới ghế ngồi xem diễn biến tiếp theo. Anh không dám lên tiếng vì sợ bị xử lấy. Khi cô thư ký xinh đẹp của Mạc Bình đem hai ly cà phê vào phòng, không khí vẫn im lặng. Cô thư ký cố tình té vào người của Mạc Hoài Phong, nhưng anh đã tránh ghế sang một bên, làm cô ngã xuống sàn, làm sự lạnh khốc vô tình của Mạc Hoài Phong bộc phát một cách mạnh mẽ, nhưng giọng nói vẫn bình bình, không có gì thay đổi. Xem ra anh họ sống rất tốt nhỉ? Anh vẫn bình thường mà. Xem ra lương thưởng cho cái ghế giám đốc công ty chi nhánh ít quá nhỉ? Tôi có nên thẳng trước tăng lương không đây? Em nói vậy là có ý gì? Tham ô công quỹ, bỏ bê công ty, làm chuyện đáng xấu hổ trong công ty. Mạc Bình, anh tưởng tôi vừa mù vừa điếc, không biết việc anh cùng những kẻ vô dụng kia làm hay sao? Các người coi thường Mạc Hoài Phong này rồi đó. Em có thể nể tình, anh là anh họ của em, mà tha cho anh lần này được không? Tha? Ai nghĩ anh xứng đáng được nhận sự tha thứ từ tôi sao? Mạc Bình nhận ra anh đã biết hết mọi chuyện mà hắn gửi ra, nên hắn không còn gì để nói nữa. Chỉ mong anh nhớ đến gia tộc mà tha thứ cho hắn. Nhưng Mạc Hoài Phong là ai, anh dễ gì tha thứ cho một kẻ tham lam đáng ghê tởm. Người đâu,
đem hắn cùng thư ký của hắn giao cho cảnh sát đi. Nhớ là thường xuyên chăm sóc, chú đáo cho bọn họ. Gia Bảo, sắp tới, cậu đảm nhiệm giám đốc công ty cho tôi. Thư ký do cậu Túy tuyển chọn. Những người liên quan đến tham ô trong công ty, cậu Túy xử lý. Tôi không biết cậu làm cách nào, nhưng quý sau phải tăng 40% so với quý trước cho tôi. Nói xong, anh quay về bang, quăng lại đống lộn xộn cho Tần Sa Bảo giải quyết. Anh tin với năng lực của Tần Sa Bảo sẽ sớm khôi phục lại nguyên trạng của công ty và đưa công ty lên một tầm cao mới. Còn Tần Sa Bảo thì khóc thét trong lòng, mà Khỏi Phòng đang ghét, đường đường là bạn thân của hắn, cũng là lão tam trong bang mà cứ như sai vặt của hắn vậy, còn không cho mình từ chối nữa chứ. 40% là 40% đó, hắn nói cứ như thế 4% vậy. Sau khi quay về bang, anh trở về phòng mình nghỉ ngơi, chợt nhớ đến cô. Không biết cô đã ăn tối chưa, đã về nhà chính hay còn ở biệt thự Ánh Dương. Chẳng biết từ lúc nào mọi suy nghĩ nhớ nhung về cô đã hiện lên trong đầu anh. Anh luôn đặt ra nghi vấn, liệu anh có rung động với cô hay đó chỉ là một sự mới mẻ. Nếu anh thật sự yêu cô, thì liệu cô có yêu một người lạnh khốc, vô tình như anh không? Đột nhiên, anh nhớ đến tập hồ sơ mà thư ký Phong đã đưa cho anh. Anh tìm trong đống tài liệu của mình thì thấy nó hiện lên, chăm chú nhìn xem từng con chữ bên trong. Anh càng đọc càng tức giận. Hàn Tuyết Diễm là đại tiểu thư của Hàn gia, nhưng Hàn gia lại không công nhận. Khi sinh cô ra vài ngày thì mẹ cô vì xuất huyết mà mất. Hàn Sâm chẳng quan tâm đến cô, chỉ yêu thương Hàn Tuyết Dương. Mẹ kế và Hàn Tuyết Dương ngày nào cũng dằn vặt cô, đánh đập cô. Có lần cô bị đánh rồi quăng vào phòng tối xé mất mạng. Họ xèo sắc vào đầu cô, nói vết son trái tim trên tay cô đã khắc chết mẹ cô, làm cô đau khổ và tự dằn vặt mình. Có lần cô tự tử vì nghĩ mình không đáng sống. May mắn là có người làm ngăn cản lại. Anh không nghĩ Hàn Sa lại đối xử tệ bạc với cô như vậy. Không ngờ vị hôn thê của anh không phải là một tiểu thư đại cát, mà lại là một người làm, một công cụ chút giận không hơn không kém của người khác. Nhưng rồi anh nhớ lại, anh cũng đã từng làm cô đầu, và nghĩ cô cũng như những cô gái khác vì tài sản của Mạc Gia mà tiếp cận anh. Anh nghĩ cô xa vờ yếu đuối để nhận được sự thương hại cũng như tình cảm của gia đình anh. Có lẽ anh đã sai. Rồi anh đọc tiếp tập hồ sơ đến đoạn mọi quần áo, phụ kiện mà Hàn Tuyết Diễm dùng đều là những món mà Hàn Tuyết Dương thải xuống cho cô. Cô thiết kế và may lại để phù hợp với chính mình. Anh lại trầm tư suy nghĩ. Đúng thật, hôm đó mình thấy màu vải có vẻ không ổn do khá cũ, nhưng thiết kế lại mới. Không ngờ cô lại phải sống khổ cực như vậy. Càng đọc tập tài liệu, càng muốn níu kéo anh. Hàn Tuyết Diễm thường chạy đến thánh đường những khi buồn bã, và sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, cô yêu thích hướng dương nên thường mang một bông hoa đến nhà thờ mỗi dịp sinh nhật của mình. Đọc đến đây, anh cảm giác như giấc mơ thường gặp của anh lại quay về. Anh chợt nghĩ ngợi, liệu Hàn Tuyết Diễm có phải là cô bé thiên thần đó không? Liệu cô có phải là người anh tìm kiếm bấy lâu không? Liệu đó có phải là một sự trùng hợp bình thường không? Cô gái hay đến nhà thờ và mặc chiếc áo có hình hoa hướng dương. Phải rồi, vết son trái tim, hoa hướng dương, thánh đường và cả những đòn roi mà cô đã kể trong đêm mưa ấy. Cô ấy thật sự là Tuyết Diễm. Tuyết Diễm, tôi đã thấy em rồi. Yên tâm, mọi đau khổ em phải chịu đựng, tôi sẽ trả lại, giúp em gấp trăm, gấp ngàn lần. Những người gây ra đau khổ cho em, tôi sẽ cho họ biết thế nào là sống không bằng chết. Nói rồi, anh cất tập tài liệu vào trong. Anh bắt đầu suy nghĩ về cách nắm lấy trái tim cô. Anh sẽ khiến cô từ từ yêu anh, từ từ chấp nhận anh. Nhưng rồi anh cảm thấy rất sợ hãi, sợ cô không thích anh, sợ cô lại một lần nữa rồi xa anh. Tự nhiên anh muốn kết thúc mọi chuyện thật sớm để về bên cô. Anh nhớ cô, nhớ cô xả xiết, nhớ đến đau lòng.
Anh tự hỏi tại sao anh không chấp nhận hôn ước sớm hơn để cô tránh xa căn nhà đó, tránh xa những nguy hiểm và những tổn thương. Anh mở điện thoại gọi cho thư ký phòng, cách vài giây bên kia đã trả lời. Tôi nghe đây, lão đại của tôi. Ngày mốt, cậu đặt vé máy bay về nước cho tôi. Xong việc, tôi sẽ về liền. Nếu không đặt được vé, thì chuyển phi cơ riêng của tôi đến. Được, tôi sẽ đặt cho cậu. Nhưng, có chuyện gì mà cậu về gấp vậy? Công ty vẫn ổn, không có vấn đề gì hết. Tôi lo được mà. Ngày mốt, là sinh nhật của Tuyết... À không, Mặc thiếu phu nhân. Thân làm chồng trên danh nghĩa, tôi buộc phải về. Có lừa người không vậy? Sinh nhật của Mặc chủ tịch cha anh còn chần chừ không muốn về. Giờ lại về, vì sinh nhật của người, anh xem như không quen không biết. 8 giờ sáng, ngày định sẵn cuộc giao dịch với bang Hắc Ưng, Mặc Khoải Phong, Châu Kỳ, Lãnh Quân và cả Tần Sa Bảo đều có mặt tại sảnh chính bang Bạch Hổ. Giờ giao dịch là mấy giờ vậy? 19 giờ 30 phút tối. Cậu có cần tôi đi khảo sát một vòng để đề phòng cạm bẫy trước không? Lãnh Quân là một chuyên gia về bom mìn và độc dược. Tất nhiên, anh cũng là bác sĩ thiên tài, nhưng hơi khó tiếp xúc với anh, vì anh chỉ thích ở cả ngày trong phòng thí nghiệm, tạo ra những loại thuốc chết người, và hình phạt nặng nhất trong bang quy làm chuột bạch cho Lãnh Quân. Tùy cậu, tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Giải quyết lão già đứng đầu Hắc Ưng xong, thì mọi chuyện tùy các cậu định đoạt. Bộ tập đoàn có chuyện gì hay sao mà cậu trở về gấp vậy? Tần Sa Bảo thắc mắc lý do làm anh phải gấp gáp trở về nước đề, trong khi công việc ở tập đoàn đã có phòng quý lo tất tần tật và việc kiểm tra huấn luyện của các anh em trong bang chưa được thực hiện. Sinh nhật của chị dâu các cậu được chưa? Giờ thì đi chuẩn bị mọi thứ đi. Tôi ra ngoài giải quyết công việc một chút. Sau khi mà Khoai Phong rời khỏi, bà lão đại vẫn ngây người về cậu. Sinh nhật chị dâu các cậu. Lúc trước, các anh nghe lão ngũ nói là vị hôn thê của lão đại không được lão đại coi trọng mà. Còn nghe nói là chỉ kết hôn cho có. Báo hại Châu Kỳ cảnh báo anh em không được nhắc vợ con trước mặt lão đại. Tin tình báo của lão ngũ chẳng chính xác chút nào cả. Vốn dĩ, Mạc Hoài Phong định sẽ về nước mới mua quà cho cô, nhưng sợ bay về trễ nên quyết định mua ở đây luôn cho tiện. Anh vào cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất nước Mỹ, chọn một bộ trang sức hoa hướng dương gồm dây chuyền, khuyên tai và lắc tay, vì anh biết cô rất thích hoa hướng dương. Thanh toán xong, anh về trụ sở bang nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc chiến, một cuộc chiến mà anh đã muốn kết thúc từ nhiều năm trước. Tại trụ sở bang Hắc Ưng, lão già đang hưởng thụ bên hồ bơi cùng hai cô tình nhân của lão, làm anh thấy ngỡ mắt. Đã lâu không gặp, Tống lão đại xem ra vẫn rất biết hưởng thụ. Không dám không dám, mà sao hôm nay Mặc lão đại lại đại giá quảng lâm đến thăm tôi thế này, làm tôi không kịp nghênh đón. Thật lễ, thật lễ. Tống lão đại cứ đùa, tôi thì làm sao dám nhận sự tạ lỗi chân thành của Tống lão đại như vậy được. Tống Kiên tỏ ra không vui trước sự khiêu khích của anh, nhưng vẫn cười tươi che giấu đi cục tức đang mắc nghẹn trong cổ. Một thằng nhóc mới nổi không lâu mà dám khiêu chiến với già làng như ông, đúng là không tự lượng sức mình. Mặc lão đại đến đây không phải để ghé chơi chứ? Tất nhiên rồi, tôi là đến giao hàng cho ông. Gửi đâu? Lấy hàng cho Tống lão đại xem. Dạ. Một người đưa vali vũ khí đến trước mặt lão già Tống Kiên. Tống Kiên vừa chạm vào thì tiếng bom nổ phát ra từ căn biệt thự của ông. Coi bộ cuộc thúc này ông không nuốt trôi nổi rồi. Mặc lão đại giao hàng cũng đâu cần khuyến mãi như vậy chứ, làm bụi bẩn bay tùm lum thật khó chịu. Ồ, đó là món quà đáp lễ cho cái món quà nho nhỏ mà Tống lão đại tặng tôi nhân ngày tôi và phu nhân của tôi hạnh phúc. Nếu Tống lão đại không thích thì tôi tặng quà khác vậy. Rốt cuộc cậu muốn gì? Nợ máu phải trả bằng máu, điều này Tống lão đại chắc chắn biết rất rõ. Năm xưa Tống lão đại làm Chu Kỳ khổ sở, xem chuốt sống thực vật cả đời.
Chắc là Tống Lão Đại vẫn nhớ chứ. Nếu Tống Lão Đại đã quên, thì tôi sẽ nhắc lại cho Tống Lão Đại nhớ vậy. Đoang đoang. Nói rồi, anh cầm súng, bắn vào hai chân của ông ta. Nhận được tín hiệu, thì hai bang lao vào, chém giết lẫn nhau. Các lão đại cầm súng, cuộc chiến nổ ra trong máu và tiếng súng. Sau một hồi tranh chấp, bang Hắc Ưng đã bỏ mạng hơn 2/3. Còn lại thì bỏ chạy, giữ mạng, bị bang của anh truy sát. Lão già Tống Kiên vừa thấy thủ hạ thân tín của mình, người chết, người bỏ chạy. Ông từ từ rút súng từ trong túi, nhắm vào Mạc Hoài Phong, nhưng chưa kịp ra tay thì Châu Kỳ đã bắn vào tay cầm súng của ông ta. Ông vẫn như ngày nào, Tống Kiên, xem ra bắn lén, luôn là sở trường của ông nhỉ. Năm xưa, ông cướp lô hàng của Bạch Hổ chúng tôi, còn xém làm tôi mất mạng. Món nợ này tôi sẽ tính từ từ với ông, đừng chết quá sớm đấy. Châu Kỳ tuy không có sát khí mạnh mẽ và tàn nhẫn như Mạc Hoài Phong, nhưng anh thông minh và biết cân nhắc sao cho mọi việc theo kế hoạch đã định sẵn. Lãnh quân, lão tà giao cho cậu trời đó. Trời chán thì trả lại cho tôi, đừng làm lão tà chết đấy. Hà hà, đúng là bạn tốt. Thuốc tôi mới pha chế, chưa có đối tượng dùng thử. Lần này đỡ phải lo rồi. Cảm ơn cậu nhé, Châu Kỳ. Chuyện ở đây giao cho các cậu đấy. Tôi phải về nước rồi, có gì thì báo cáo cho tôi. Đã rõ, thưa lão đại. Mọi người đồng thành đáp. Sáng hôm sau, thế giới ngầm đổ ra cuộc chiến tranh giành địa bàn. Bang Hắc Ưng nổi danh một thời, bỗng chốc chỉ trong một đêm mà tàn rã. Vừa đáp sân bay, thư ký phòng đã đến đón anh về nhà chính. Vì anh biết cô đang ở nhà chính cùng gia đình anh, anh chỉ muốn được gặp cô ngay lúc này. Anh không thể chờ được nữa. Anh muốn ôm lấy cô, muốn nói cho cô biết anh đã yêu cô rất lâu rồi. Muốn cô trở thành người phụ nữ đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời của Mạc Hoài Phong anh. Cuối cùng cũng đến được nhà chính Mạc gia. Bước xuống xe, anh đã thấy thấp thoáng hình bóng của cô. Anh mải nhìn ngắm cô mà không chú ý đến quản gia Trần đang gọi anh. Mãi đến một lúc sau, anh mới hoàn hồn và trả lời quản gia Trần. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Cậu cảm thấy không khỏe à? Tôi không sao. Có bố mẹ tôi ở nhà không? Dạ, phu nhân cùng tiểu thư đã ra ngoài có việc. Thiếu phu nhân không được khỏe nên không đi cùng phu nhân và tiểu thư. Còn riêng lão già thì đang trên thư phòng. Truyền lời với bố mẹ là tôi đưa thiếu phu nhân về biệt thự Ánh Dương. Hôm khác sẽ tới thăm hai người sau. Vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ truyền lời cho lão gia và phu nhân. Nói xong anh đi vào thì thấy cô đang hì hục làm bánh kem sầu tây. Anh đoán chắc là cô đang làm riêng cho Ngọc Hân, vì trong nhà chỉ mỗi cô bé thích ăn ngọt. Đứa em gái này của anh nên được dạy dỗ lại rồi. Cô đã không khỏe mà còn phải xuống bếp, anh cảm thấy rất đau lòng. Vừa thấy anh, cô tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, vì cô nghe mẹ anh nói anh đi công tác sẽ rất lâu, và nghe bố anh nói công ty Ánh Viên chi nhánh bên Mỹ gặp sự cố nên anh sẽ phải ở lại giải quyết cho ổn thỏa. Thấy tôi về, em ngạc nhiên lắm à? Không, tại tôi nghe nói anh đi công tác sẽ rất lâu mới về. Tôi nghe quản gia nói em không được khỏe. Nếu đã không khỏe thì phải nghỉ ngơi chứ, sao lại phải tốn sức làm bánh? Hòn hòn thích ăn nên tôi làm cho con bé. Vừa trả lời, mặt của cô vừa đỏ. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm cô, làm cho tim cô cứ đập thình thịch. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô thì cảm thấy rất buồn cười và thú vị, nhưng vẫn cố nén lại cảm xúc và dùng giọng nói lạnh lùng như bình thường mà nói với cô. Em sắp xếp cùng tôi trở về biệt thự Ánh Dương đi. Nhưng tôi hứa làm bánh cho Hân Hân rồi. Để đó cho người làm xử lý, nhà tôi thuê người làm, không phải chỉ để đứng ngắm. Sợ anh nổi giận nên cô không dám chậm trễ mà chạy thẳng lên lầu thay quần áo và về nhà cùng anh. Cô tính gọi cho Hân Hân nói cô về nhà riêng, nhưng có vẻ anh biết ý đã nói với cô. Tôi nhờ quản gia Trần báo với bố mẹ rồi, em đừng lo, về sớm thôi, lát nữa tôi có việc cần làm ở công ty. Trên xe không khí thật sự bình yên.
Cô nhìn ra cửa sổ trầm tư, còn anh thì quan sát nhất cử nhất động của cô bằng ánh mắt dịu dàng. Một lát sau, để phá vỡ bầu không khí im lặng và ngượng ngùng, cô ngập ngừng hỏi anh. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Em cứ hỏi, nếu biết, tôi sẽ trả lời. Anh thích hướng dương à? Tại tôi nghe mẹ và dì thầm nói, vườn hoa hướng dương ấy là do anh tự trồng. Tôi yêu hướng dương, vì người tôi yêu thích hoa hướng dương. Nhận được câu trả lời của anh, cô cảm thấy nghẹn ngào. Vậy là anh ấy có người trong lòng rồi ư? Vậy là mình chỉ là kẻ đến sau thôi ư? Cô cố che giấu đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào, nhưng trong tim cô thật sự rất đau nhói. Vậy hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi được anh yêu thương như vậy. Nếu tôi nói người phụ nữ đó là em, thì em nghĩ sao? Cô giật mình hoảng hốt. Câu nói của anh làm trái tim bé nhỏ của cô đập liên tục. Mặt cô chuyển từ hoang mang sang ngại ngùng rồi đỏ dần. Anh và cô quen biết nhau chỉ mới vài tháng, còn vườn hoa hướng dương ắt hẳn đã phải trồng rất lâu về trước. Phải chăng anh nhận ra cô yêu anh rồi nên trêu chọc cô, hay thật sự muốn thổ lộ tình cảm của anh cho cô biết rằng anh yêu cô? Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng ngốc nghếch của con mèo nhỏ, bất giác anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng không ai trông thấy. Qua những biểu hiện của cô, anh biết cô có tình cảm với anh rồi. Xem ra việc chiếm trọn trái tim cô không còn là một bài toán khó nữa. Sau khi về đến biệt thự, cô không nhìn anh mà vội vã chạy vào phòng đóng cửa, thầm cầu mong anh không thấy vẻ mặt bối rối của mình. Nhưng cô đâu biết rằng ai kia đã quan sát cô kỹ lưỡng từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào. Trong lòng thầm nghĩ, con mèo hoang ngốc nghếch này của anh thật là đáng yêu mà. Anh từ từ tiến về phòng của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức sau một chuyến bay dài làm anh mệt mỏi. Đang mơ màng ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa và mở cửa ra, thấy cô đang đứng trước mặt anh. Có chuyện gì vậy? Anh xuống ăn cơm rồi lên nghỉ tiếp. Đã gần 11 giờ trưa rồi, không ăn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Được rồi, em xuống trước đi. Thật ra vừa nghe tiếng cô, anh đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả bộ đang mê ngủ xem cô làm gì. Đúng thật là mèo hoang nhỏ rắc rối, chỉ vì chuyện ăn uống mà phá hủy giấc ngủ trưa của anh, thật đáng giận. Nhưng mà biểu cảm của cô lại khá đáng yêu. Còn cô, sau khi gọi anh xuống ăn trưa thì vừa đi xuống bậc thang vừa cười. Người ta nói con trai mới ngủ dậy nhìn rất đẹp trai. Quả thật anh ấy đẹp trai và dịu dàng hơn bình thường. Cô xuống bếp dọn dẹp các món ăn ra bàn. Vừa xong thì anh cũng từ phòng bước xuống, như một bàn toàn là các món anh thích. Anh rất ngạc nhiên. Anh xuống rồi à? Mau ăn cơm thôi. Dì Thầm đâu rồi? Là em nấu các món này à? Dì Thầm có việc ở quê nên tôi cho dì về giải quyết rồi. Ừ. Anh dùng tạm những món tôi nấu nhé. Tôi không biết khẩu vị của anh nên đã gọi hỏi mẹ, mong là anh không chê. Anh từ từ gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hương vị của thức ăn lan tỏa trong miệng, phải nói là cực kỳ ngon miệng. Học khẩu vị của anh chứ? Ừ, rất ngon. Vậy anh ăn nhiều vào nhé. Cô không ngờ anh lại khen thức ăn cô làm. Cô vừa vui vẻ vừa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một lát em ra ngoài cùng tôi. Ra ngoài làm gì? Khi nào đi? 3 giờ. Được. Tuy cô cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn đáp ứng anh, vì cô biết anh có việc quan trọng nên mới mang cô đi cùng. Còn anh lại suy nghĩ anh nên dắt cô đi mua sắm trước hay là đi khám bệnh trước. Làm sao có thể loại bỏ được cái đống đồ cũ nát kia của cô, và làm sao để cho cô biết là anh yêu cô? Loại hoài mãi cũng đến 3 giờ, anh ở dưới phòng khách chờ cô. Hôm nay cô diện một bộ váy mới mua lúc đi shopping cùng Đỗ Hoài và Mộc Nhân, và đánh lớp phấn nhẹ cùng một chút son. Thấy cô vừa bước xuống, anh đã rất bất ngờ về nhan sắc cũng như vóc dáng của cô. Cô và anh bước ra khỏi cửa thì thấy thư ký phòng
dường như đứng đợi đã lâu. Mạc tổng, thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong. Trong xe, không khí vẫn trầm lặng, không nghe gì ngoài tiếng hô hấp đều đặn. Mạc tổng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Đến trung tâm thương mại. Vâng. Cô vừa nghe sẽ đi trung tâm thương mại thì lại cảm thấy hoang mang. Anh ấy đưa mình đến trung tâm thương mại làm gì nhỉ? Đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng anh vang lên. Một lát, cậu về tập đoàn lấy tập tài liệu mà giám đốc chi nhánh anh Viên đã gửi sáng nay mang đến cho tôi. Vâng, tôi đưa ngài và phu nhân đến trung tâm thương mại rồi sẽ về tập đoàn lấy liền. Xe chạy một lúc thì cũng đến trước trung tâm thương mại. Thư ký Phong quay về tập đoàn lấy tài liệu, còn anh và cô thì bước vào khu mua sắm sầm uất. Đang đi thì anh vươn tay nắm lấy tay cô định rút ra thì anh nhỏ giọng vào tai cô. Nên nhớ, em là Mạc thiếu phu nhân, ở đây có rất nhiều nhà báo, thể hiện cho tốt vào. Nghe anh nói vậy nên cô cũng mặc cho anh, thích nắm thì nắm, nhưng cô đâu biết lúc lừa được cô, anh hả hê như thế nào. Anh là ai chứ, một Mạc tổng cao cao tại thượng mà không giải quyết được các nhà báo còn của phía truyền thông hay sao? Chỉ cần anh thích thì công ty của họ sẽ tan tành trong một cuộc điện thoại. Đi đến một cửa hàng có chất lượng và sản phẩm tốt nhất trong khu thương mại, anh bất chợt dừng lại và dắt cô vào trong. Xin chào ngài, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài và tiểu thư xinh đẹp bên cạnh ạ? Lấy hết những mẫu mới nhất vừa size cô ấy đẹp đến cho cô ấy lựa chọn. Vâng ạ, xin ngài và tiểu thư đợi một chút ạ. Sau nhiều lần lựa chọn và thử hơn chục bộ váy, cô đã mệt mỏi rã rời, nhưng anh chỉ gật đầu với bốn bộ vừa kín đáo vừa trang nhã lộng lẫy. Trong lúc anh đang nghe điện thoại xử lý công việc thì cô chợt nhìn thấy một bộ váy đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Cô cầm chiếc váy lên thì bất ngờ chiếc váy bị một người phụ nữ giật lấy. Bùi Minh, em thích chiếc váy này? Nếu em thích thì mua thôi, miễn em vui là được. Gửi đâu, thanh toán. Bùi Minh là đại thiếu gia của Bùi gia, gia tộc có nền kinh tế xếp hạng thứ 3 trong nước Đề sau Mạc gia và Quần gia. Bùi Minh nổi tiếng là một tay sát gái, chỉ biết ăn chơi ở quán bar và quậy phá, nhưng vì gia tộc có tiếng và khá đẹp trai nên vẫn có rất nhiều người tiếp cận anh ta vì mong được làm Bùi thiếu phu nhân. Nhân viên rất khó xử khi chiếc váy làng giới hạn chỉ còn một chiếc, nhưng hai vị tiểu thư này đều muốn chọn, cô không biết phải giải quyết thế nào cho đúng. Xin lỗi, nhưng thưa cô, chiếc váy đã được vị tiểu thư này chọn trước rồi. Nghe cô nhân viên nói vậy, Hàn Tuyết Sương mới chú ý đến cô. Vừa nhìn thấy cô, Hàn Tuyết Sương đã buông lời mỉa mai. Ây da, không phải là Hàn đại tiểu thư ngốc nghếch đây sao? Có vẻ dạo này cô sống khá tốt nhỉ? Bây giờ đã biết đi mua sắm rồi à? Không còn mặc những bộ đồ mà Hàn Tuyết Sương tôi bỏ đi nữa sao? Tôi sống ra sao thì không phiền đến Hàn nhị tiểu thư và Hàn gia phải quan tâm. Ôi, nay đã biết xù lông lên rồi à? Tôi nói cho cô biết, với trình độ thấp kém và mức sống thấp kém của cô thì cô không thể mua nổi chiếc váy giới hạn này đâu. Biết điều thì bỏ cuộc đi. Xem ra Hàn nhị tiểu thư hiểu rõ tôi thật. Nhưng thật sự là tôi dư sức để có thể mua nó mà không cần dùng đến chiêu trò dụ dỗ đàn ông như Hàn nhị tiểu thư đây. Cô... sao cô dám? Hàn Tuyết Sương tức giận đưa tay tát vào mặt cô. Cô không phòng bị nên chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 3 giây, cô vẫn chưa cảm nhận sự đau đớn nên từ từ mở mắt ra. Cô thấy Mạc Hoài Phong đã nắm chặt cổ tay của Hàn Tuyết Sương. Có vẻ Hàn gia không muốn sống sót trên thương trường nữa rồi. Anh nói với giọng lạnh lùng và hàn khí xung quanh bộc phát mạnh mẽ, làm cô đứng kế bên cũng đã phát run. Anh chỉ nghe điện thoại một chút, cô đã gặp rắc rối rồi. Chứng kiến những hành động và lời nói của Hàn Tuyết Sương làm anh giận dữ đến phát điên. Anh hất tay Hàn Tuyết Sương, làm cô ta ngã xuống sàn và tỏ vẻ đau đớn. Bùi Minh thấy vậy lập tức đi tới đỡ cổ dậy. Mày là ai mà dám đụng đến người phụ nữ của tao? Mày có tin tao sẽ khiến mày sống không nổi ở cái nước này không?
Mạc Hoài Phong không nói gì, chỉ nhận khăn tay mà thư ký Phong đưa, rồi lau tay kỹ càng, sau đó vứt vào sọt rác kế bên, đưa cho thư ký Phong một tấm thẻ đen của Lục. Thanh toán hết những bộ váy mà Mạc Thiếu Phu Nhân đã chọn và những mẫu giới hạn theo size của Mạc Thiếu Phu Nhân, rồi đem về biệt thự cho tôi. Nói rồi, anh nắm chặt cổ tay của Hàn Tuyết Diễm, rồi bước đi, nhưng không quên bỏ lại một câu nói cho Bùi Minh. Có lẽ Mạc Hoài Phong tôi phải nhắc nhở Bùi Tổng dạy dỗ lại Bùi Thiếu Gia rồi. Hàn khí xung quanh anh làm cho mọi người phải tránh xa, nhường đường cho anh và cô bước đi. Còn Bùi Minh nghe những lời anh nói thì cực kỳ giận dữ, nhưng vẫn cố nén xuống, dìu Hàn Tuyết Dương đi bệnh viện kiểm tra. Bên này, cô thấy anh giận dữ, nắm chặt tay mình, vừa đau vừa sát. Cô vùng vẫy bàn tay, thoát khỏi anh, làm anh càng thêm tức giận. Anh làm gì mà nắm chặt vậy? Mau buông tôi ra. Thấy cô vùng vẫy, anh liền buông bỏ tay cô, không nói lời nào, bỏ lên xe, rồi ra hiệu cho thư ký Phong về công ty. Còn cô đứng một mình hoang mang, không biết làm gì. Cô đi lang thang, rồi ngồi trên ghế đá của công viên. Đột nhiên trời đổ mưa to, cô cảm thấy rất khó chịu nên bắt taxi về biệt thự. Về tới biệt thự, cô không thấy anh nên bước thẳng về phòng, rồi nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Phía Mạc Hoài Phong, sau khi giận dữ bỏ đi, anh về công ty với sát khí vô cùng mạnh mẽ, làm cho nhân viên chỉ biết cắm đầu vào làm việc, sợ có sai sót sẽ tàn đời với ông chủ lạnh lùng và tàn nhẫn của họ. Còn phòng thư ký thì chỉ biết cầu xin anh đừng gọi lên báo cáo hay sao tài liệu cho họ làm, vì họ biết những lúc sát khí của anh tỏa ra thì chỉ cần sơ sót nhỏ cũng bị chủ lương hoặc đuổi việc. Họ còn yêu công việc và công ty lắm, không muốn rời công ty đâu. Về tới phòng làm việc, anh giận dữ hất đống tài liệu xuống bàn. Mọi giận dữ được trút lên đống giấy tờ và những vật dụng có trên bàn làm việc. Tại sao cô ấy lại ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao cô ấy chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng? Tại sao cô ấy lại không hề phản kháng mà chỉ biết đứng im chịu trận? Không lẽ bao nhiêu năm qua cô ấy đều đứng im đón nhận những sát thương mà anh ta gây ra cho cô ấy hay sao? Càng nghĩ anh lại càng thấy tức giận, vừa nói vừa nghiến răng. Hàn Sâm, Dụ Mi, Hàn Tuyết Dương và những người trong Hàn gia, mọi đau thương cô ấy phải chịu tôi sẽ trả lại cho các người từng chút một. Các người tốt nhất an phận chịu đựng sự tàn nhẫn đến từ tôi đi. Sau đó anh bình tĩnh lại, gọi thư ký Phong lên phòng. Tuy có hơi sợ hãi, nhưng thân phận làm thư ký anh phải chấp nhận. Bước vào phòng, anh thấy mọi giấy tờ đều nằm dưới sàn, còn Mặc Tổng của anh xem xa đã bình tĩnh ung dung ngồi trên ghế. Mặc Tổng cho gọi tôi. Cho cậu 5 phút gây khó dễ với công ty Hàn gia. Nhớ là phải làm họ khôn đốn nhưng không được phá sản. Tôi muốn từ từ chơi đùa với họ. Tôi đã rõ. Nghe đâu Hàn Nhị tiểu thư đang trên con đường trở thành diễn viên nổi tiếng. Cậu cho người làm khó cô ta, khiến cô ta không thể nhận vai chính trong bất kỳ bộ phim nào. Nhớ theo dõi những người trong Hàn gia và việc làm mà họ đã gây ra cho Tuyết Diễm, rồi báo cáo cho tôi. Nghe những lời đó, thư ký Phong bớt xác rủ lên. Xem ra Hàn gia sắp phải hứng chịu đợt mưa to gió lớn rồi. Chọc ai không chọc, đi chọc tên tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn này làm gì không biết. Giờ thì hay rồi, ông trời có xuống cũng không cấu nổi Hàn gia. À, sai người dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, có việc gì thì gọi báo cho tôi. Nói rồi anh cất bước về nhà, không biết mèo hoang nhỏ nhà anh còn giận anh không. Vì sợ không kiềm chế được cảm xúc rồi làm cô tổn thương nên anh chỉ biết rời đi, mong là cô sẽ không suy nghĩ bậy bạ rồi khóc lóc. Về đến nhà, anh không thấy cô chờ anh ở phòng khách như mọi lần. Bếp thì trống trơn, không có một hơi ấm. Tối rồi, cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Hai cô ấy lại đến thánh đường ngồi khóc. Nhưng linh cảm lại mách bảo cho anh biết cô sẽ không đến thánh đường vì đã 9 giờ tối và thánh đường hẳn đã không còn mở cửa. Đột nhiên, anh nhớ lại lúc sáng cô không được khỏe, chắc hẳn cô ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi.
Anh bước vào phòng, thấy cô không thay đồ mà đang mặc bộ quần áo lúc chiều. Anh tiến đến gần cô, cảm nhận cô đang run và quần áo của cô bị ướt. Xem ra lúc chiều cô đã sẩm mưa và bị sốt. Alo, tôi nghe đây Mạc Tổng. Cho cậu 5 phút, liên hệ với bác sĩ riêng của Mạc già, rồi đến biệt thự màu lên. Tuyết Diễm bị sốt rồi. Anh nhanh tay loại bỏ quần áo của cô, rồi tìm cho cô một bộ đồ ngủ mặc vào giúp cô. Thấy giường của cô cũng đã ẩm ướt mà không còn thời gian thay ga giường, nên anh đã bế cô về phòng mình. 10 phút sau, bác sĩ riêng của Mạc già và thư ký phòng đã có mặt tại Mạc già. Thấy mặt của Mạc Tổng lại khó ở, nên anh chỉ biết ở bên cạnh, im lặng và quan sát. Nhìn sơ qua, hình như đang ở trong phòng của Mạc Tổng thì phải. Nhưng tại sao Mạc thiếu phu nhân lại ở trong phòng Mạc Tổng mà không phải phòng của cô ấy? Cô ấy sốt tới 39 độ. Tôi nghĩ anh nên chăm sóc vợ mình kỹ càng hơn. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi. Khi cô ấy tỉnh dậy thì anh nhớ cho cô ấy uống thuốc nghỉ ngơi. Thư ký phòng, tiễn bác sĩ về giúp tôi. Để tôi đưa bác sĩ về, mới đi lối này. Thư ký phòng thầm nghĩ, thật may là mình mời bác sĩ nữ, nếu không Mạc Tổng sẽ xử đẹp mình. Sau khi thư ký phòng ra về, anh nhìn cô nằm đó mà cảm thấy đau lòng. Nếu anh nhẹ nhàng hơn, nếu anh cùng cô về nhà thì đã không có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng con mèo hoang nhỏ của anh cũng thật ngốc, biết mình không khỏe mà vẫn cố gượng đi mua sắm với anh. Đã vậy còn dầm mưa đến sốt cao nữa chứ. Thật hết cách với cô mà. Tranh thủ lúc cô đang nghỉ ngơi, anh đi xuống bếp nấu cho cô một ít cháo và sẵn dịp thu dọn đồ đạc của cô về phòng anh. Sau khi đã làm xong mọi việc, anh đi tắm rửa và ôm cô rồi nhắm mắt lại. Nửa đêm, anh cảm nhận thân nhiệt của cô đang nóng lên, nên lập tức vùng dậy kiểm tra thân nhiệt cho cô và lấy khăn ấm lau người cho cô. Một lúc sau, thân nhiệt của cô được giảm xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi canh chừng cô đến sáng, chẳng dám chợp mắt. Thấy cô vừa động đậy, anh đã vội rót ly nước đưa đến trước mặt cô. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô, ngọn lửa nóng giận trong anh lại bùng phát dữ dội. Tại sao hôm qua em thấy không khỏe mà không gọi cho tôi? Em chê mình sống quá lâu phải không? Em có biết tôi lo cho em như thế nào không hả? Là anh chăm sóc cho tôi cả đêm sao? Chứ em nghĩ là ai mà? Chợt cô nhìn xuống quần áo của mình. Không lẽ mặt cô bất giác đỏ lên. Anh tưởng cô bị sốt lại nên đưa tay vào trán cô kiểm tra nhiệt độ, làm cô càng thêm ngại ngùng. Quần áo của tôi là anh thay sao? Tôi là chồng em, tôi không thay cho em thì ai thay bây giờ? Thật ra lúc đó trong biệt thự không có ai cả. Anh sợ chờ bác sĩ nữ đến thì cô sẽ lạnh và sốt cao thêm, nên mới cuống cuồng thay quần áo cho cô. Còn cô, nghe sau những lời nói của anh thì quay sang hướng khác. Cô không muốn anh nhìn thấy vẻ lúng túng và ngại ngùng của mình. Anh thấy cô ngại ngùng nên đi xuống nhà hầm lại cháo và pha cho cô một ly sữa, vì anh sợ cô đói bụng. Sau khi hầm thức ăn, anh trở về phòng, mở cửa phòng ra. Không thấy cô, anh điên cuồng tìm kiếm. Tới khi nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh thì anh mới dừng lại. Em đang bị sốt, đừng có di chuyển nhiều. Tôi ăn sáng, dùng thuốc cho khỏe. Một lát, tôi cho em đi bệnh viện kiểm tra. Tôi có thể không uống thuốc được không? Nhìn cái vẻ ấp úng của cô thì anh đã biết cô sợ uống thuốc. Nhưng thuốc không thể không uống. Anh không thể để cô bị bệnh hoài không dứt. Như vậy, anh sẽ rất đau lòng. Không được, em phải uống thuốc mới mau khỏe được. Nhưng tôi không uống được. Không uống được? Vậy sẽ không phiền nếu tôi giúp em chứ? Nói rồi, anh nhanh tay đặt viên thuốc hạ sốt trong miệng, sau đó ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn sâu. Thở lúc cô mở miệng lấy không khí, anh chuyển viên thuốc từ miệng mình sang miệng cô. Anh hôn cô từ khi viên thuốc chui xuống cổ họng của cô thì anh mới lưu luyến rời môi cô. Đồ lưu manh! Cô vừa hét lên trước mặt anh, vừa lấy tay đánh liên tục vào ngực anh. Nhưng anh lại tỏ ra thích thú và nói nhỏ vào tai cô.
anh còn có thể lưu manh hơn nữa đối với em. Anh, cút ra khỏi phòng cho tôi. Đây là phòng của anh, nếu đi thì em là người đi mới phải. À, anh khuyên em nên đổi cách xưng hô, nếu không anh sẽ hôn em tới khi em đổi được mới thôi. Anh, đồ biến thái. Sao hửm, em không phục à? Mặc thiếu phu nhân của anh. Nếu không phục thì anh sẽ hôn tới khi em phục mới thôi. Tại sao anh lại hôn tôi? Mau trả nụ hôn đầu lại cho tôi. Tại sao ư? Tại vì tôi yêu em. Yêu tôi? Anh lại cúi xuống hôn cô gái bé nhỏ của mình và cắn nhẹ vào môi cô như một sự trừng phạt. Cô dám nghi ngờ tình yêu của anh sao? Anh sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra. Từng phút trôi qua, hai người chìm đắm trong nụ hôn, mãi tới khi cô hết dưỡng khí, vùng vẫy đánh vào ngực anh thì anh mới buông cô ra. Cô ngốc, tôi yêu em. Mặc Hoài Phong này yêu Hàn Tuyết Diễm, em đã nghe rõ chưa? Dù em không yêu tôi cũng sẽ có cách khiến cho em yêu tôi. Cả đời này, em đừng mơ đến chuyện thoát khỏi vòng tay của Mặc Hoài Phong tôi. Nghe những lời tỏ tình bá đạo từ anh, không biết vì sao nước mắt cô bất ngờ rơi xuống. Có lẽ đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Cô tự nghĩ anh sẽ ghét bỏ cô vì cô và anh đến với nhau chỉ vì mối quan hệ liên hôn mà không phải xuất phát từ tình yêu. Cô cũng đã tự nghĩ anh sẽ giống như những người trong Hàn gia, sẽ hành hạ, đối xử tệ bạc với cô, nhốt cô vào căn phòng tối lạnh lẽo. Nhưng bây giờ anh lại thốt ra ba từ tôi yêu em, làm cô thật sự cảm động. Và cô cảm nhận trái tim cô dường như đang nhảy múa trong cơ thể chính mình. Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được tình yêu thương? Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự ấm áp trong tâm hồn? Đã bao lâu rồi cô tự tạo cho mình lớp vỏ bọc xa cách với thế giới bên ngoài? Bây giờ cô mới cảm nhận được tình yêu của mình đã được đáp trả và cảm thấy mong đợi về tương lai phía trước. Cô không còn sống trong lớp vỏ bọc đau khổ kia nữa, nhưng phải tự tin bước ra khỏi lớp vỏ bọc để cùng anh sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh như đã xác định chỗ dựa duy nhất của cuộc đời cô, xác nhận người sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Cô quyết định không che giấu cảm xúc của mình nữa. Mặc Hoài Phong, em cũng yêu anh. Em nói thật sao? Diễm Diễm, em nói lại lần nữa đi. Mặc Hoài Phong đang ghét, em yêu anh. Cả đời này em sẽ bám lấy anh, vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Mặc Hoài Phong ôm cô vào lòng, đặt môi anh kề sát môi cô, trao cho cô nụ hôn chất chứa những tình cảm bao năm qua. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu về trước. Anh chờ để gặp lại cô. Anh chờ cô cất giọng nói yêu anh. Anh đã chờ những chuỗi ngày hạnh phúc bên cạnh cô, để anh sẽ dành hết cuộc đời mình mang lại hạnh phúc cho cô. Buổi chiều, anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi và ăn uống vì cô bị thiếu máu trầm trọng và sức đề kháng hơi yếu. Nghe những lời đó, anh lo lắng không thôi. Anh không muốn cô đi làm mà chỉ muốn cô ở nhà nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Nhưng cô không thích điều đó. Cô muốn thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thấy thuyết phục cô không được, anh đành nghe theo cô vì sợ cô buồn. Anh ơi, hôm nay chúng ta về nhà chính nhé. Để ngày mai đi em, tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi. Đi đâu vậy ạ? Gọi anh là ông xã, rồi anh sẽ nói cho em nghe. Vậy thôi, em không muốn nghe đâu. Rồi cô cất bước về phòng, vừa đi vừa nói với âm lượng chỉ một mình cô nghe. Mặt cô đã đỏ từ lúc nào. Ông xã gì chứ, xấu hổ chết đi được. Còn anh, khi nhìn vẻ ngại ngùng đỏ mặt của cô, lại khó lòng kiềm chế bản thân mình. Mèo hoang nhỏ dở dỗi thật là dễ thương, cứ như vậy mình sẽ không kiềm chế được mà ăn cô ấy mất. Đang tính lên phòng với cô thì điện thoại anh reo lên. Nhìn thấy hai từ Lão Ngũ, anh nghe máy nhưng không nói gì, như đợi bên kia báo cáo nhanh gọn. Mặc tổng, cổ phiếu Hàn gia đã giảm một nửa. Bùi Sa đã nhanh chóng giúp đỡ Hàn gia. Nghe đâu vài hôm nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn của nhị tiểu thư Hàn gia và đại thiếu gia Bùi Sa. Những người trong Hàn gia lúc trước gây khó dễ cho Mặc thiếu phu nhân, tôi đã tra đủ và sẽ gửi qua cho Mặc tổng.
À, còn Hàn Tuyết Sương thì trong 3 tháng tới, cô ấy sẽ không nhận được bất kỳ vai chính nào trong các bộ phim đình đám. Tốt, nhiệm vụ tối nay đã làm xong chưa? Tôi đã đặt nhà hàng rồi ạ. Cô đã chuẩn bị xong mọi thứ cho sinh nhật của Mạc Thiếu Phủ Nhân. Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Vâng, thưa Mạc Tổng. Hôm nay là sinh nhật mèo hoang nhỏ nhà anh, nhưng cô lại không nhớ đến. Như vậy cũng tốt, anh sẽ tổ chức cho cô ngày sinh nhật ấm áp đầu tiên của anh và cô. Anh cũng đã chuẩn bị cho cô món quà từ nước Mỹ, món quà hướng xương ngọt ngào. Anh tin rằng tối nay cô sẽ được hạnh phúc. Tối hôm ấy, anh đưa cho cô một bộ váy cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy. Còn anh thì diện một bộ vest thanh lịch nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp, khác ngày thường. Anh ngồi ở phòng khách chờ đợi cô xuống, như hoàng tử đang chờ cô công chúa ngọt ngào của mình. Một lát sau, cô công chúa xinh đẹp của anh bước xuống, tỏa sáng như bộ thiên thần trong mắt anh. Cô thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình, mặt cô lại đỏ lên, càng làm cô thêm đáng yêu trong mắt anh. Anh nở một nụ cười ngọt ngào, làm cô đứng hình trước vẻ đẹp trai, dịu dàng của anh. Đến giờ xuất phát rồi, Mạc Thiếu Phủ Nhân. Nếu không nhanh chân, chúng ta sẽ trễ mất. Vâng ạ. Thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, nên anh cố tình trêu chọc cô bằng cách ghé vào tai cô nói nhỏ. Bà xã à, hôm nay em rất xinh đẹp. Vì sự ngại ngùng của mình mà cô đã bỏ mặc anh đi ra ngoài xe trước, không thèm quan tâm đến anh đang nhìn cô cười ở phía sau. Vẻ giận dỗi dễ thương và xinh đẹp của cô, anh càng nhìn càng thích, hận không thể ngay lập tức tuyên bố với mọi người rằng cô là người phụ nữ duy nhất của anh. Vì cô đang giận dỗi nên anh cứ ngồi sát cô dỗ dành, hai người không thèm để ý. Anh chàng thư ký đang phải ăn cầu lương ngập mồm nhưng chỉ biết cầm nến và chửi thầm trong lòng. Mạc Tổng à, anh lạnh lùng lại đi mà, cầu lương như vậy tôi không ăn nổi nữa đâu. Thôi mà, vợ yêu, đừng giận dỗi chồng nữa mà. Bà xã, Diễm Diễm yêu dấu. Còn cô, khi nghe những lời dịu dàng đáng sợ kia thì bất giác nổi da gà, nhưng chẳng biết làm sao để dừng lại ngoài cách tha lỗi cho anh. Được rồi, em tha thứ cho anh, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Anh biết rồi, bà xã. Rồi hôn lên trán cô như một sự đánh dấu chủ quyền của anh. Khi tới nhà hàng, anh chàng thư ký mới cảm thấy được giải thoát thật sự. Nhưng có lẽ thời kỳ cầu lương ngập mồm chỉ mới bắt đầu, anh phải chuẩn bị tinh thần thôi. Bên trong nhà hàng, khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt cô. Anh nến lung linh dẫn dắt cô đi đến một bàn tiệc được trang trí vô cùng tỉ mỉ với hoa hồng và nến đỏ. Tiếng nhạc du dương cất lên, cô thấy anh chậm chậm bước tới, trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật và hát bài Happy Birthday. Nước mắt cô từ từ rơi xuống, nước mắt của sự hạnh phúc và cảm động. Chúc mừng sinh nhật bà xã, Hà Tuyết Diễm. Thấy cô cứ đứng yên, nước mắt thì đang lướt trên khuôn mặt xinh đẹp, làm anh chỉ biết bật cười nhắc nhở. Mạc Thiếu Phu Nhân à, em đỡ để ông xã của em mỏi tay à? Cô bật cười, nhìn vào những cây nến, ước điều gì đó, rồi thổi tắt những ngọn nến. Cô ôm lấy anh, cười tươi. Ông xã, em cảm ơn anh. Cảm ơn sớm như vậy sao? Em chưa nhận quà từ anh mà. Nói rồi, anh đeo sợi dây chuyền hoa hướng dương vào cho cô, cùng hoa tai và cả chiếc lắc tay nữa. Trong lúc cô mơ màng trước một giấc mơ đẹp, thì bỗng nhiên anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo từ kim cương, hình trái tim bên ngoài và đóa hoa hướng dương ngọt ngào bên trong đến trước mắt cô. Chiếc nhẫn được chính tay anh thiết kế và được một công ty đá quý danh tiếng nhất thế giới chế tạo. Hà Tuyết Diễm, anh đã cho em rất lâu về trước, từ cái đêm mưa ở thánh đường đến ngày em nói em yêu anh. Anh đã tìm kiếm em rất lâu, để rồi thiếu chút nữa, anh đã đẩy em rời xa anh mãi mãi. Diễm Diễm, anh rất yêu em. Em có nguyện là Mạc Thiếu Phu Nhân duy nhất của Mạc Gia, làm người vợ duy nhất để Mạc Hoài Phong này cưng sủng đến cuối đời không? Anh nhìn cô, thấy cô vẫn yên lặng, anh rất lo sợ nhưng vẫn kiên trì quỳ đấy, đến khi giọt nước mắt lăn dài trên má cô và cái gật đầu từ cô,
thì anh mới vỡ òa trong sự hạnh phúc. Em đồng ý. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Còn cô chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ ngọt ngào và không muốn tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn vào nụ cười và cử chỉ của anh, cô biết mình không nằm mơ mà chỉ đang sống trong sự ngọt ngào của tình yêu. Sáng hôm sau, cô tự tay chuẩn bị buổi sáng tình yêu cho anh và cô. Khi anh tỉnh dậy, không thấy cô kế bên, nên anh đã đi thẳng xuống nhà tìm cô. Anh đi thay đồ đi, ăn sáng rồi anh đến công ty. Anh bước đến ôm cô từ phía sau, đầu đặt lên vai cô, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. Anh không muốn đi làm chút nào, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Cô tắt bếp, xoay người lại, nhéo nhẹ vào má của anh. Mạc Tổng à, anh không đi làm, thì lấy tiền đâu mà nuôi em? Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và hôn lên tay cô. Mạc thiếu phu nhân à, tiền của anh có thể nuôi 10 đời nhà em đấy. Thôi nào, đi tắm đi, trễ giờ đến công ty rồi. Tuân lệnh. Cô không nghĩ một người mang tiếng lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn lại có một mặt dịu dàng, đáng yêu như vậy. Anh như tia nắng chiếu rọi vào bông hoa hướng dương tươi đẹp là cô. Anh mang đến niềm vui, sự ấm áp và cả sự ngọt ngào trong trái tim đã từng được xem là đá sỏi. Nhìn anh với bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẻ nghiêm túc của vị tổng tài lạnh lùng, cao cao tại thượng. Anh nhìn cô, nở nụ cười ấm áp, không biết vì sao anh lại không muốn đi làm, chỉ muốn ở bên cạnh cô, cùng cô hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người. Lúc nãy mẹ gọi cho anh, nói chưa đón em qua nhà chính dùng cơm, mẹ và Hân Hân nhớ em rồi. Thật à anh? Vậy để một lát em đến công ty gửi bản thiết kế cho Đỗ Hoài rồi về nhà chính. Để anh đưa em đến công ty, dù sao cũng tiện đường. Dạ, anh chờ em lên thay đồ nhé. Cô chạy lên phòng lựa bộ váy màu xanh nước biển anh chọn cho cô mặc lên, thêm đôi giày trắng nhẹ nhàng không cầu kỳ, kết hợp với sợi dây chuyền hướng dương. Vì là trưởng phòng thiết kế nên cô khá chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhưng cô thiên về thời trang thanh lịch. Anh đang ung dung thưởng thức ly cà phê trên tay mình, chợt nhìn thấy cô từ phòng bước nhẹ nhàng đi xuống. Anh đi đến chỗ cô, đưa tay về phía cô, nắm lấy bàn tay dịu dàng của cô. Hai người vừa đi vừa cười đi ra ngoài, nơi bà thư ký Phong đang chờ đợi muốn giải cổ. Anh mở cửa xe cho cô, ngồi sát bên cô, bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cô. Hai người trò chuyện vui vẻ, không hề để ý đến cậu độc thân phía trước, vừa hoang mang vừa mệt mỏi vì cậu lương ngập mồm. Mạc Tổng, lão đại, boss lạnh lùng của tôi ơi, đâm mù mắt tôi đi, ngài dịu dàng, thân thiện, ngọt ngào từ lúc nào vậy? Làm ơn, đừng thải cậu lương nữa mà, tôi sắp chịu không nổi rồi. Thư ký Phong, ghé công ty S&D trước đi. Vâng, thưa Mạc Tổng. Thư ký Phong chờ tĩnh lại bởi giọng nói âm trầm, bằng lãnh như ngày nào của anh. Nhưng vừa quay sang lại thấy anh nói chuyện ngọt ngào với cô. Như thể giọng nói vừa rồi không phải của anh. Xem ra Mạc Tổng chỉ dịu dàng với chị dâu mà thôi. Kiểu này mình sống hay chết sẽ phụ thuộc vào chị dâu xinh đẹp này rồi. Sau khi đưa cô đến công ty, anh cùng thư ký Phong đến tập đoàn Ánh Dương. Tâm trạng của anh khá tốt nên mọi người có vẻ bất ngờ. Riêng cô nhân viên của phòng thư ký Châu Kiều thì nhìn anh say đắm. Cô ta thích anh từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Mặt khác, mọi nhân viên nữ trong công ty có ý đồ với anh luôn bị cô ta tìm cách làm khó. Đang làm việc hăng say thì điện thoại của anh hiện lên bà xã. Anh không chần chừ mà lập tức nghe máy. Bà xã, nhớ anh rồi à? Em xong việc rồi, giờ em qua tập đoàn rồi cùng anh về nhà chính nha. Anh chuẩn bị có cuộc họp, để anh nhờ thư ký Phòng đón em nhà. Không sao, em tự bắt xe được mà, anh cứ họp đi nhé. Ok, bà xã. Sau cuộc gọi, cô xuống phòng giám đốc, gõ cửa. Mời vào. Diệp Diễm à, cậu gặp mình có chuyện gì vậy?
Đây là bản thiết kế trang phục đông xuân và xuân hè. Cậu xem rồi nhận xét giúp mình. Có gì thì alo mình chỉnh sửa. Ừ nhỉ, hôm giờ mình quên mất. May là cậu nhớ. Vậy mình đi nha, mai gặp cậu. Được, cậu đi cẩn thận. Hàn Tuyết Diễm gọi một xe taxi đi đến trước tập đoàn Ánh Dương. Cô bất ngờ về sự đồ sộ cũng như sự phát triển vượt bậc của tập đoàn. Đi đến quầy tiếp tân, cô lịch sự chào hỏi. Chào cô, tôi muốn gặp Mạc Tổng của tập đoàn Ánh Dương. Thưa cô có hẹn trước không ạ? Tôi... Cô chưa nói xong thì Châu Kiều đã hỏi với giọng khá khó chịu khi nghe có người phụ nữ tìm Mạc Tổng. Cô ấy tỏ ra ghen ghét vì ai chẳng biết mà Hoài Phong không tiếp xúc với phụ nữ và đã có nhiều phụ nữ vì muốn thăng tiến mà tiếp cận anh, đã bị anh xử lý một cách vô tình. Nhưng khi nhìn Hàn Tuyết Diễm với vẻ thanh lịch, duyên dáng và xinh đẹp thì cô ta càng tỏ ra khinh thường và ghen ghét hơn. Có chuyện gì vậy? Thư ký Châu, có cô gái này muốn gặp Mạc Tổng. Mạc Tổng là ai? Đâu phải hạng người nào cũng gặp được. Từ lúc bước vào tập đoàn, Hàn Tuyết Diễm cô đã quan sát từng động thái cũng như trang phục của nhân viên, điều mà mọi nhà thiết kế đều quan tâm. Hầu hết, mọi nhân viên nữ của tập đoàn đều mang trang phục lịch sự, tào nhã. Nhưng khi nhìn sang cô thư ký Châu, một màu váy sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nàn và trang phục thì hết sức gợi cảm. Có ngu cũng biết cô ta đang muốn làm Mặc thiếu phu nhân của tập đoàn Ánh Dương. Này cô nên ăn nói cho lịch sự. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Lịch sự? Tôi chẳng cần phải lịch sự với những người có ý đồ xấu xa, muốn trèo lên giường người khác. Cô nói, tôi leo lên giường người khác. Nhưng tôi lại nghĩ, cô là người muốn leo lên giường cô Mạc Tổng thì đúng hơn. Phải không, thư ký Châu? Cô... Châu Kiều vì tức giận mà đưa tay tát cô một cái. Cô không phòng bị nên hứng chọn cái tát của cô ta. Trên phòng họp, thư ký phòng nghe nhân viên báo cáo mà mồ hôi đổ ra nhiều tắm. Phe này tiêu thở rồi, Mạc Tổng sẽ nổi giận cho mà xem. Nhìn cặp mắt của Mạc Tổng như đang hỏi có chuyện gì xảy ra, thư ký phòng đành ngậm ngùi nói nhỏ vào tai anh. Mạc Tổng, thiếu phu nhân đã đến tập đoàn và đang bị lòng khó dưới tiền sảnh. Nghe thấy vậy, anh nhíu mày lạnh lùng quăng lại một câu trong phòng họp. Tan họp. Rồi nhanh chân bấm thang máy xuống tiền sảnh. Mới xa cô một lúc mà anh đã thấy nhớ đến phát điên. Nhưng khi nghe cô bị làm khó, anh lại tò mò không biết con mèo hoang nhỏ của anh sẽ giải quyết như thế nào. Dưới tiền sảnh, khi hứng chọn kẻ tát từ Châu Kiều, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đáp trả cô ta hai cái tát vào hai bên má, làm cô ta ngã xuống sàn. Hàn khí xung quanh cô là mọi người tưởng tượng như của Mạc Tổng bọn họ lúc giận dữ vậy. Thư ký Châu phải không? Rất tiếc, nhưng phải thông báo rằng, bắt đầu từ ngày mai, cô không phải là nhân viên của tập đoàn Ánh Dương nữa. Nhanh chóng nhận lương và cuốn gói ra khỏi đây cho tôi. Cô là ai mà dám đuổi việc tôi? Ai cho cô các quyền đó? Bỗng một giọng nói lãnh đạm phát ra từ phía sau cô ta. Là tôi cho cô ấy cái quyền sa thải đấy, thì sao? Cô ấy không chỉ có quyền sa thải cô, mà còn có quyền phong sát cô trong ngành. Chỉ bởi vì cô ấy là Mạc thiếu phu nhân của Mạc gia, vợ của Mạc Hoài Phong tôi, và là bà chủ của tập đoàn Ánh Dương này. Nghe những lời đó, Châu Kiều như chết đứng. Chẳng phải Mạc Tổng không thích vị hôn thê của mình sao? Chẳng phải anh không tiếp xúc với phụ nữ sao? Bao nhiêu năm đóng góp công sức cho tập đoàn, giờ bị đuổi việc, cô ta không cam tâm, vĩnh viễn không cam tâm. Còn anh thì đi đến phía cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì cảm động mà rơi xuống. Nhìn gò má của cô bị đỏ lên, anh đau lòng đến khó thở nhưng vẫn cố nhịn xuống. Chẳng phải lúc nãy ra dáng phu nhân tổng tài lắm sao? Mới đây mà đã quay về cổ ngốc miết ướt rồi. Cô nở một nụ cười với anh, mặt cô dần dần đỏ lên, làm anh cũng thấy mắc cười. Đến khi xoa xoa vết đỏ trên mặt cô, anh đau lòng nói. Ngoan, có đau lắm không?
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh sai nhân viên mang đá lạnh lên phòng, rồi dặn dò cô lên phòng anh nghỉ ngơi. Còn dưới tiền sảnh thì hàn khí của anh đã bộc phát mạnh mẽ từ khi nào. Phòng quý, đuổi cô ta ra khỏi tập đoàn cho tôi. Đừng quên phòng sát cô ta trong ngành. Công ty nào nhận cô ta thì chuẩn bị tinh thần phá sản đi là vừa. Vâng, thưa Mạc Tổng. Anh bước đi mà không ngoảnh mặt nhìn Châu Kiều một cái. Bước được vài bước, anh lại nói. Hà Tuyết Diễm là Mạc thiếu phu nhân của Mạc già, là vợ của Mạc Hoài Phong tôi. Nếu tôi nghe được ai trong công ty dám có thái độ không đúng với cô ấy, thì chuẩn bị tinh thần như Châu Kiều đi. Chúng tôi đã rõ, thưa Mạc Tổng. Rồi anh đi thẳng vào thang máy, nhớ tầng cao nhất của tập đoàn, bước vào phòng, nơi mà cô đang lấy tay xoa xoa vết đỏ trên mặt với vẻ mặt khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.